rút lời, ông ta nhanh chóng rời đi. Sau khi ra phủ thừa tướng, thì nhanh chóng đến hoàng cung, mà dường như giả vô quần không có mục đích gì hết, từ từ đi dạo ở trong phủ, cuối cùng lại dạo đến vườn hoa chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, nhàn hạ khoan dung. một lần chờ phải chờ đến một canh giờ, một canh giờ sau, tử hưu bình đã vội vàng quay lại, đi thẳng đến vườn hoa tìm thấy giả vô quần. tiên sinh, bệ hạ đã hạ chỉ rồi, ý chỉ đang nhanh chóng đưa đến chỗ la chiếu. tử bình hưu gặp ông ta liền báo lại một tiếng. Bàn tay đang đỡ cành hoa của giả vô quần thả nhẹ nha, nhìn lên trời khẽ thở dài một tiếng, chỉ mong là con kịp, nếu không thì tức là đã giúp cho thương chiêu tông một cái ơn lớn, nước yến đồng lòng thì có suy yếu hơn nữa cũng khó mà gục được. Thấy có hy vọng, hai nước vệ, tề tất nhiên sẽ trợ giúp mạnh mẽ, nước yến cũng sẽ trở thành họa lớn của nước Tống ta. Hiện tại, việc này lại không phải trọng điểm mà Tử Bình yêu chú ý tới, hiện tại ông ta chú ý đến việc Liệu Trần Thiếu Thông thất bại rồi có kéo ông ta xuống hố cùng không? Ông ta lại hỏi lại câu hỏi lần trước, Vạn Thú môn không hợp ba phái lớn, chỉ làm ăn buôn bán với người trong thiên hạ, cũng không cuốn vào chuyện phân tranh giữa các nước với nhau, cho dù quỳ xuống cầu xin bọn họ cũng không có tác dụng, tiên sinh định làm thế nào mới khiến bọn họ chịu ra tay? Giả vô quần nói, thừa tướng cứ phái người tiến ta đi một đoạn, ta đích thân đến Vạn Thú môn một lần thuyết phục họ, nếu như thuận lợi thì muộn nhất là sáng mai có thể cho thừa tướng một câu trả lời thuyết phục. Tử Bình Hưu trần trừ nói, tiên sinh thật sự chắc chắn sẽ thuyết phục được vạn thú môn sao. Giả vô quần xua tay nói, chuyện này không thành vấn đề, thật ra ta lại lo lắng một người khác. Sao, Tử Bình Hưu thắc mắc, một người, người nào có thể khiến tiên sinh băn khoăn như thế? Giả vô quần nói một cái tên ra, Nhiêu Hữu Đảo. Nhiêu Hữu Đảo, Tử Bình Hưu sừng sốt một hồi, nhớ ra hắn là ai, là tu sĩ trốn ở sau lưng Nam Châu đó sao? Giả vô quần vuốt cằm. Tử Bình Hưu, người này khá có năng lực, nhưng hai nước đang giao chiến chuyện mà ngay cả ba phái lớn của nước yến cũng hết cách thì một mình hắn có thể làm thế nào được sau khi bắt đầu chiến tranh dường như không có tin tức nào về người này nữa cho dù ở bên thương chiêu tông hay ở bên mông sơn minh đều không thấy tung tích của người đó nữa gần như đã mai danh ẩn tích dường như trước đây ba phái lớn của nước yến có đi tìm hắn có phải tiên sinh hơi đa nghi rồi không giả vô quần từ từ nói đa nghi theo ta được biết dường như thương chiêu tông là được một tay hắn nâng đỡ thẳng chân đá văng thiên ngọc môn ra khỏi Nam Châu, lại đá luôn cả thiệu bình ba ở Bắc Châu, khiến y phải từ bỏ tâm huyết nhiều năm ở Bắc Châu mà chật vật chạy trốn. Ta vẫn luôn chú ý đến thiệu bình ba, kẻ này rất không đơn giản, nhưng y lại thất bại thê thảm như vậy dưới tay như hữu đạo, thật sự nằm ngoài dự kiến của ta. Nhiều hữu đạo này dựa vào thế lực nho nhỏ trong tay hắn mà có thể ảnh hưởng đến toàn Nam Châu, thương kiến hùng là người đứng đầu một nước cũng không làm gì được như hữu đạo này, lần trước Nam Châu cắt đứt quân lương của triều đình nước Yến, ba phái lớn của nước Yến cũng không làm gì hắn được. Trong giới tu hành, người này cũng lúc ẩn lúc hiện, lại đột nhiên ra tay trợ giúp thương chiêu tông mỗi lúc quan trọng, có thể nói là một kích chúng ngay chỗ hiểm, hắn đã nhiều lần đánh cho đối thủ của thương chiêu tông trở tay không kịp. Sau khi chiến sự bắt đầu, hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích, theo như ta đoán, việc trước đây triều đình nước Yến bắt thương chiêu tông có lại không dám manh động làm gì có liên quan đến việc hắn trốn đi mà không tìm ra được, cho nên hắn thật sự đã biến mất rồi sao? hắn thật sự bỏ mặc thương chiêu tông hay sao thừa tướng nói không sao hắn là người trốn ở phía sau nam châu đứng ở chỗ sáng không đáng sợ chỉ sợ hắn như con rắn độc đứng trong bóng tối ai cũng không biết được lúc nào thì hắn sẽ đột nhiên xuất hiện cắn mình một phát ta lo là hắn sẽ không ngồi yên nhìn mông minh sơn thua trận dưới tay con rể yêu của thừa tướng đâu nhưng không ai có thể nắm bắt được hướng đi của hắn căn bản không biết hắn sẽ ra tay vào lúc nào sẽ ra tay như thế nào khó mà đề phòng được thừa tướng người này vô cùng nguy hiểm. Tử Bình Hưu yên lặng suy nghĩ, ông ta cũng thừa nhận lời giả vô quần nói có lý, có điều ông ta không thể không làm gì chỉ vì rẻ chừng một người như thế chứ. chương 1038, quân tống rút lui một. Lo lắng thì lo lắng, tạm thời giả vô quần cũng hết cách, hiện tại cũng không phải lúc tốn kém lực lượng để đi tìm Nhưu Hữu Đạo. Phải thu phục vạn thú môn trước mới là việc gấp, sau khi hai người nói rõ với nhau, tử bình hưu nhanh chóng điều khiển chim chở người đến đây, phái người âm thầm hộ tống giả vô quần nhanh chóng đi đến vạn thú môn. Con đường quen thuộc, đường về, la chiếu ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt âm u, có vẻ cực kỳ trầm lặng. Hăng hái tiến đến, ôm tráng trí hào hùng vì nước tống lập nên công lớn mà đến, ôm khí phách hỏi trời đất thuộc về người anh hùng nào mà đến. Thuận lợi tiến công qua sông phía đông, suốt đường đi thế như trẻ tre, hết thảy đều nằm trong dự liệu của bản thân. Nhưng từ sau khi Mông Sơn Minh chính thức thống lĩnh quân Đông Trinh, mọi thứ đều thay đổi, Khiến chán trí hào hùng của gã ta cứ giảm dần xuống, bây giờ không chỉ phải quay về không công, thậm chí tiền đồ của gã ta còn che kín sương mù. Gã ta biết có người đang chờ gã, người chưa từng giao đấu trực tiếp kia đang đợi gã ta, Mông Sơn Minh kia đang chờ gã ta. Gã ta phải rút lui rồi, không phải vì nhận được chỉ thị của nước Tống mà lui binh. Lần đầu tiên công thành bị cản trở, gã ta đã cảm nhận được sự bất thường rồi, lần thứ hai mạnh mẽ tấn công một lần nữa vẫn tiếp tục thất bại, sau đó gã ta cũng không mất đi lý trí lập tức nhận ra vốn dĩ Yến Kinh mà gã ta luôn tưởng rằng không thể chịu nổi một đòn bỗng nhiên xuất hiện quyết tâm chống cự mãnh liệt, tập trung nhân lực, vật lực mạnh mẽ lại kháng cự, không thể đánh hạ trong một thời gian ngắn. Hai lần tiến công, không, hẳn là ba lần, lúc đầu còn có một lần tấn công mạnh mẽ của binh mã tiên phong nữa. Ba lượt tấn công mạnh, trước sau tổng cộng hy sinh 18 vạn binh sĩ nước Tống. Vào thời điểm bọn họ leo lên tường thành cao cao của Yến Kinh, 18 vạn binh sĩ nước Tống ngã xuống máu tươi nhiễm đỏ mỗi tấc đất dưới chân tường thành yến kinh dựa vào số binh mã trên tay gã ta một mực tấn công tiếp sớm muộn gì cũng có thể đánh hạ được yến kinh nhưng gã ta không dám tiếp tục đánh nữa đầu tiên là thời gian không thể tiếp tục dây dưa thêm tiếp theo là binh mã không thể chấp nhận tiếp tục đánh nữa nếu thật sự đánh đến cuối cùng 300 vạn con cháu nước tống này không biết có bao nhiêu người có thể trở về mà trên đường quay về còn có người đang chờ gã ta mông sơn minh đang chờ gã ta đánh đến lúc này rồi gã ta đột nhiên tỉnh ngộ ra, dường như gã ta đã hiểu được dụng ý của Mông Sơn Minh khi giết chết 60 vạn tù binh. Chưa nói đến các nguyên nhân khác, Mông Sơn Minh đang cố ý chọc giận quân Tống, cố ý kích động quân Tống trả thù, mặt khác cũng là để đe dọa Yến Kinh liều chết chống cự, buộc hai bên đập nhau đến chết, dùng sức mạnh đó tiêu hao lực lượng quân Tống. Mông Sơn Minh dùng tính mạng 60 vạn người Tống để biến Yến Kinh thành mồi nhử, dùng bọn họ tiêu hao thời gian của quân Tống, tiêu hao lương thảo của quân Tống, tiêu hao binh mã của quân Tống. Đợi đến lúc đội quân tống suy yếu xuất hiện trước mặt mông Sơn Minh, hậu quả lúc đó, La Chiếu nghĩ đến đã thấy không rét mà run. Ông lão kia điên rồi, không để ý đến danh tiếng đời này, không tiếp sát hại 60 vạn tù binh, không để ý đến sống chết của tất cả mọi người trong Yến Kinh, chỉ vì muốn đánh bại quân tống, chỉ vì giữ vững nước Yến mà chiến đấu. Đột nhiên hiểu được dụng ý của mông Sơn Minh, La Chiếu nào dám tiếp tục đánh nữa, quyết đoán hạ lệnh lui binh. Đoàn hộ tống quân tống rời đi còn có 10 vạn kỵ binh của thương chiêu tông, trên người mỗi người đều chuẩn bị lương khô cho vài ngày, nhiều lần đi đi về về bổ sung cho hậu cần. Không giống lúc trước hộ tống quân tống đến Yến Kinh, không hề đụng chạm vào ai, lúc này kỵ binh Nam Châu lại nhiều lần chủ động ra quân. Mười vạn kỵ binh vẫn luôn tới tới đi đi như gió xung quanh quân tống, bắt được cơ hội sẽ tận dụng tấn công, tình huống không ổn lập tức lui binh, tuyệt đối không dây dưa. Vì thế, La Chiếu ngày càng nhận ra rõ ràng ý đồ của Mông Sơn Minh, quả nhiên binh mã Nam Châu được chuẩn bị cho thời điểm gã ta rút binh về, Mông Sơn Minh đang muốn dây dưa làm tiêu hao bọn họ. Đồng thời, Thường Chiêu Tông lúc đi trên đường truyền lệnh đến các châu phủ, tiếp tục ngăn cản bọn họ, phá hoại đường rút lui của quân Tống, cố gắng kéo dài làm tiêu hao lực lượng. Lúc gặp được địa hình có lợi, cơ hội thích hợp, kỵ binh Nam Châu thậm chí còn phát động một đợt tấn công mạnh mẽ hẳn hoi, bọn họ làm vậy là để nói cho quân Tống, bọn ta không chỉ muốn quấy rối ngươi, bất cứ lúc nào bọn ta cũng có thể làm thật. Cho dù biết được ý đồ của binh mã Nam Châu, nhưng binh mã quân tống rút về cũng không thể không đề phòng. Gã ta đối mặt với đám kỵ binh thỉnh thoảng lại quấy phá một lần này cũng thật sự rất đau đầu, hai ba trăm vạn đại quân rút lui giống như một con rồng dài, không thể tập hợp thành một đoàn chỉnh thể để rút lui, cũng không có con đường rộng rãi đến thế để đi. Kỵ binh Nam Châu cứ như vậy, thỉnh thoảng bất thình lình đến một lúc, xuyên qua bên trái một cái, xuyên qua bên phải một cái, đánh xong rồi chạy. Người không biết được đối phương sẽ bất ngờ xuống tay ở vị trí nào, sẽ xuống tay vào lúc nào người ta cũng không tham lam, một lần giết chết vài trăm đến một ngàn người của ngươi rồi chạy mất, có cơ hội thích hợp mới cắn thêm vài cái. Mỗi lần số người chết tuy không nhiều, nhưng đường dài rằng giặc, số người chết tích lũy lại chắc chắn không phải là một con số nhỏ, hơn hết là khiến lòng quân tống trở nên hoảng sợ, ngay cả lúc ngủ cũng không yên được. Hai cái chân không thể chạy thắng được bốn chân, nhất là nhiều người như vậy, người không có cách nào thoát khỏi người ta. Có một lần bọn họ bị quấy rối thật sự không thể chịu đựng được nữa, quân tống tổ chức kỵ binh đuổi theo một đợt kết quả phần quân truy kích kỵ binh kia bị dụ rời khỏi đại đội kỵ binh nam châu đột nhiên quay đầu vồ đến gần như diệt hết toàn bộ kỵ binh quân tống kia chỉ còn lại mấy trăm kỵ binh chạy thoát quay về căn bản không phải là đối thủ của kỵ binh nam châu hơn nữa thương chiêu tông thường xuyên có ý đồ tấn công bất ngờ quân đội vận chuyển lương thực hải bên này phải tập trung không ít tu sĩ bảo vệ lương thực trên thực tế thương chiêu tông chưa từng đụng đến đội ngũ vận chuyển lương thực một lần nào nhưng ai biết được thương chiêu tông có thể đột nhiên xông đến một lần hay không, không thể không tập trung tu sĩ, gia tăng lực lượng phòng hộ. Vì chấp hành nhiệm vụ quấy rối lần này, Đại Thiên Sơn cũng coi như chịu không ít khổ sở. Quân Tống không phải bùn để mà nhào nặn, chọc giận bọn họ rồi, đám tu sĩ đi theo sẽ đuổi giết, Đại Thiên Sơn cắt đứt được bọn họ rồi, giá trị thương tổn phải trả không nhỏ. Đối với người vạn kỵ binh ăn gió nằm xương mà nói, chưa kể đến người, quấy rối đường dài như vậy, phải luôn giữ vững thể lực của chiến mã đã là một thử thách rất lớn rồi. Đại đô đốc, chỉ thị của Bệ hạ đến rồi, ra lệnh lập tức dừng tấn công yến kinh lại, đại quân lập tức rút lui toàn bộ. Phan Du nhận lấy chiếu chỉ từ trong tay tiểu tướng rồi đọc xem, sau đó phóng ngựa đến bên người La Chiếu truyền lại lời thư. La Chiếu nhận chỉ xem để xác nhận lại, im lặng không nói lời nào, có vẻ suy tư. Gã ta không biết Bệ hạ đột nhiên hạ ý chỉ này là có ý gì, không biết có phải Bệ hạ cũng nhìn thấu được ý đồ của Mông Sơn Minh không gã ta đã truyền tin về Tống Kinh, đã báo cáo bên này cũng lùi binh rồi, phỏng chừng sau khi phía Tống Kinh truyền chỉ không bao lâu sẽ nhận được tin tức phía bên này. Gã ta ném chiếu chỉ cho đám người Tô Nguyên Bạch xem, còn gã ta vẫn chưa nói lời nào, nhìn bốn phía xung quanh, sĩ khí của quân Tống cũng có chút trầm đi rồi. Đi đi về về lặn lội đường xá xa xôi như vậy, phải trả cái giá không nhỏ, đi về mà không thu được gì, sĩ khí tốt được mới là lạ. Trường 1039, quân Tống rút lui 2 Bệ hạ, quân tống lui rồi, thật sự lui rồi. Ngựa thư phòng, Điền Vũ nhanh chân bước vào, vui sướng báo tin. Thật sự lui rồi sao? Thương Kiến Hùng ngồi phía sau án vẫn có vẻ mặt nghi ngờ, hai mắt ông ta đã đỏ lên rồi, quanh mắt thành màu đen, tiểu tụy không chịu được. Trải qua mấy ngày này gọi là qua một ngày dài như một năm. Đồng mạch, Thương Vĩnh Trung và Cao Kiến Thành cũng không khá hơn là mấy, cũng là dáng vẻ tiểu tụy không thể chịu nổi. Trong ngựa thư phòng có đặc biệt chuẩn bị ghế cho ba người ngồi, lúc này ba người đã ngồi trong ngự thư phòng nói chuyện phiếm với Thương Kiến Hùng, lúc trước loại đãi ngộ có thể ngồi nói chuyện phiếm với Hoàng thượng bất cứ lúc nào như thế này đúng là không có. Trong cung còn chuẩn bị cả phòng ngủ bên cạnh ngự thư phòng cho ba vị, có thái giám trong cung hầu hạ. Điền Vũ Hưng phấn gật đầu nói, đã xác nhận rồi, xác nhận nhiều lần rồi, binh mã quân tống đã cách xa 800 dặm ngoài kinh thành rồi, hẳn là sẽ không lừa đảo đâu, chắc sẽ không dễ dàng vòng lại lần nữa, hẳn là đã rút quân rồi. Phù, Thương kiến hùng chậm chậm đứng lên, thở ra một hơi rất dài, lại giống như chút được gánh nặng ngồi xuống, kích động không thôi nói, thật sự lui rồi, toàn bộ tướng sĩ Yến Kinh chúng ta dùng tính mạng cuối cùng cũng bảo vệ được cơ nghiệp của tổ tông rồi, bằng không quả nhân còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông đây. Ba vị đại thần cũng nhẹ nhàng thở ra, có điều thương vĩnh chung cũng thấy có hơi kỳ lạ, nói trên tay La Chiếu còn có đủ lực lượng, gã ta chạy đường xa như vậy đến đây, chỉ tấn công vài lần như vậy đã lui rồi, sao ta cảm thấy có gì đó không bình thường nhỉ Cao Kiến Thành trần trừ nói, có phải chuyện mông sơn minh thống lĩnh quân ta ở lãnh thổ nước tống đốt thành, cướp giết, thậm chí liên tiếp tàn sát dân trong thành đã tạo cho La Chiếu áp lực quá lớn, khiến La Chiếu không thể không lui không? Các ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, bọn họ đều cảm thấy có thể là chuyện này. Đồng Mạch chợt hỏi một câu, thương chiêu tông thì sao? Vẫn đang dẫn người đi theo quân tống à? Điền vũ khom người xuống, đúng vậy, theo trinh thám báo cáo, dung thân vương lần này không hề khách khí, dọc đường đi liên tục phát động tập hích quấy phá quân tống, thậm chí còn cứng rắn tấn công quân tống một lần. Đồng mạch hừ lạnh một tiếng, lúc khổ chiến thủ thành, lúc cần bọn họ ra trận thì không phản ứng gì, đợi đến lúc quân tống không còn lòng dạ chiến đấu nữa lại đến đó ra vẻ này nọ, lòng này đáng trách. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung theo bản năng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy đồng mạch nói lời này có chút không phân phải trái, 300 vạn đại quân của La Chiếu tập hợp ngoài thành Yến Kinh, lại tạo xong trận thế đầy vũ khí công thành rồi, 10 vạn kỵ binh của Thương Chiêu tông kia có thiện chiến thế nào cũng không dám đối cứng. Lúc binh mã tiên phong của quân Tống công thành, Thương Chiêu tông có ra quân, có dốc sức rồi. Có điều hai người dương mắt nhìn dáng vẻ phẫn hận cực kỳ của A Thương Kiến Hùng, trong lòng hai người biết rõ cũng sẽ không đi tranh cãi với Đồng Mạch làm gì, bọn họ đều biết Đồng Mạch hận Ninh Vương ra đến thấu xương. Cho dù có nói thế nào, Yến Kinh cũng coi như được giữ vững rồi, toàn bộ tướng sĩ đã dùng hết sức lực. Thương Kiến Hùng vừa nói vừa đứng lên, các loại cảm xúc lo âu đã biến mất rồi, các tướng sĩ và bách tính dùng mạng của mình chiến đấu, quả nhân sẽ không đối xử tệ bạc. Chương trình khao thưởng tướng sĩ, các người nghĩ đi, còn bách tính, phát tiền phát lương thực, mỗi người một miếng kim tệ, mỗi người phát lương thực 10 ngày, tính theo đầu người bách tính toàn thánh. Bách tính tham gia thủ thành nhân lên, thủ thành có công, có phần thưởng khác. Nghe thấy ông ta thao thao bất tuyệt, trong lòng cao kiến thành tính toán một chút, ngoại trừ số lương thực vơ vét được lần này, lúc trước triều đình còn giấu một số lượng lớn, có thể dư giả ứng phó ban thưởng lấy lòng dân của bệ hạ lần này. Ông ta có chút không thể không bội phục đồng mạch, mỗi lúc triều đình căng thẳng, đồng mạch luôn có thể giải quyết ưu phiền của triều đình, luôn có thể làm ra được tiền và lương thực, chuyện này thì ông ta tự nhận mình không sánh được. Chấn thủ trong cung, Mạnh Tuyên đang ngồi khoanh chân trên các cao, mở hai mắt ra, hắn ta cũng nhận được tin tức giống với thương kiến hùng. Nói là để bọn họ thủ 7-8 ngày, bây giờ mới thủ chưa bao lâu, quân tống đã lui rồi, vị mông soái kia đúng là liệu sự như thần trước cục diện cuộc chiến, không hổ là danh tướng một đời uy chấn thiên hạ. Hiện giờ xem ra, sách lược không gấp rút viên trợ yến kinh là đúng. Mạnh tuyên đứng lên, đi đến chỗ dựa lan can, khoanh tay lại, thở dài một tiếng. Trưởng lão cũng vai vế ở bên cạnh nói, đúng vậy. Ta càng ngày càng tin tưởng vào các chiến lược liên tục của hắn ta rồi. Mạnh tuyên gật đầu, thường chiêu tông cũng bắt đầu gây sức ép dọc đường lên quân tống rồi, Dựa theo ý đồ của Mông Sơn Minh là muốn đánh tàn quân chủ lực của quân Tống. Xem ra số binh mã này đừng mong có thể thuận lợi quay về nước Tống. Không có tiếp viện của triều đình, có thể đánh trận được như vậy, thật là làm khó bọn họ quá rồi. Trưởng lão đứng cạnh hơi hơi gật đầu, cấp cao ba môn phái lớn có biết được chiến lược của Mông Sơn Minh, có điều đây là cơ mật cấp cao, bên này vẫn luôn giấu đám người thương kiến hùng, cũng không có biện pháp để nói ba phái lớn không thể nói rằng bản thân mình đang hy sinh lợi ích của thương kiến hùng để bảo vệ lợi ích của bản thân mình được, may mắn là có thể giữ được Yến Kinh rồi. Biết tin Yến Kinh được giữ vững, hay tin quân tống bị đánh lui, các quý nhân trong hậu cung mừng rỡ không thôi, không ít người ôm nhau mà khóc, vui đến phát khóc. Hầu hết những người thuốc thiết đều là các phi tử có địa vị không cao quý lắm, thậm chí thấp hơn đám bị xử lý trước đó. Một khi thành bị phá hủy là biết ngay người khó đảm bảo tính mạng trước hết là các nàng, yến kinh được giữ vững tương đương với tính mạng các nàng được giữ lại phần sợ hãi kia phần sợ sệt kia rốt cuộc đã trôi qua các nàng đã từng cho rằng có thể đi vào nơi này là vinh quang đến cực điểm bây giờ các nàng xem như đã nhận thức sâu sắc một khi bão táp bên ngoài tung hoành bám vào tường cung nội các cao ngất các nàng mới thấy không thể như ý mình mình không khác gì cừu non đợi bị làm thịt quân tống rút lui rồi trời cao đất rộng đại quân liên doanh, bên ngoài lều dành cho chủ soái Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, rút lui, trước đó Mông soái chủ trương rất đúng, không đến 7, 8 ngày chúng đã rút rồi. Cung Lâm Sách ở bên cạnh, xúc động tận đáy lòng. Hiện giờ ông ta vẫn chưa hiểu thấu quan hệ nhân quả trong đó, chỉ biết không thể không bội phục ánh mắt cay độc của vị lão tướng xa trường này, nắm được tình hình chiến trận quá chuẩn xác. Mông Sơn Minh lại quan tâm một vấn đề khác, quân tống công thành, tiêu hao bao nhiêu nhân mã. Cung Lâm Sách nhìn một chút tin tức trên tay từ kinh thành gửi đến, qua việc dọn dẹp thi thể, có thể nói số lượng khoảng 180.000 quân. 180.000, Mông Sơn Minh lại lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một ít phiền muộn. Quân Tống chỉ tổn thất 180.000 nhân mã mà đã rút lui, chưa đánh sụp Yến Kinh mà lui, kết quả này khiến ông quá thất vọng. Ông đoán chỉ cần lực lượng Yến Kinh chống cự đến mức cuối cùng, ít nhất cũng phải tổn hao trên 500.000 nhân mã quân Tống, nhưng theo như tin tức trước mắt lại cách rất xa mức mà ông muốn đạt được. Tạm thời xem ra là bên này chiếm ưu thế, nhưng đối với nước Yến mà nói, thật sự đã đánh thắng sao? Chỉ cần Yến Kinh còn tồn tại, quân Yến liều mạng tác chiến thế nào đi nữa cũng chỉ khiến nước Yến kéo dài hơi tàn mà thôi. Đánh tới đánh lui đánh thắng một trận thì phải làm thế nào đây? Chính là làm cho càng nhiều con cháu nước Yến chịu chết không công, chính là khiến bách tính nước Yến trả giá oan uổng, không đáng bằng cách đổ máu đau đớn, hoàn toàn không thay đổi được điều gì. Chương 1040, Hầu tử đừng khiến bọn ta khó xử. Đánh thắng một trận cũng chỉ làm nước yến chết chậm hơn chút mà thôi. Cho nên mới nói, thật sự đánh thắng sao? Quân Tống chưa công phá Yến Kinh, Yến Kinh đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Trước đó, Thương Triều Tông hết lần này tới lần khác dẫn đầu đội quân Nam Châu công kích quân Tống khởi binh. Khi tin tức 100.000 đội quân tinh nhuệ khích cho quân Tống công thành được chuyển đến, trong lòng mông soái dày vò đến mức người ngoài không thể tưởng tượng được, bây giờ quân tống dễ dàng rút lui như thế cảm giác không nhìn thấy hy vọng nỗi tuyệt vọng tràn ngập thể xác tinh thần ông trong lòng ông bi thương đến độ không có cách nào thổ lộ hết với bất cứ ai ông có ý đồ mượn trận chiến này để đạt được mục tiêu chiến lược ẩn giấu là phải thất bại do đó ông đã bại rồi vì thắng mặt cười nhưng ông phải làm sao đây ông còn phải dẫn đầu nhân mã liều mạng đánh tiếp bởi vì hy vọng mịt mờ kia mà đánh tiếp nếu không tiếp tục đánh chị e nước yến không thể kiên trì kéo dài hơi tàn được nữa cung lâm sách cảm nhận được trên người ông toát ra vẻ khó nói nên lời ông ta nghi ngờ mông xoái, thế nào ạ mông sơn minh khẽ thở dài la chiếu phản ứng rất nhanh còn chưa tiêu hao đến lực lượng của hắn hắn đã rút lui chúng ta coi thường hắn rồi thì ra là thế cung lâm sách cũng buông tiếng thở dài còn trẻ như vậy mà đã trở thành đại đô đốc nước tống có lẽ hắn cũng có một chút năng lực tuy nhiên có mông xoái ở đây tên oát con la chiếu đấy không đáng để lo ánh mắt mông sơn minh ảm đạm dầu tóc hoa dâm phất phơ trong gió, thân hình gầy còm ngồi trên xe lăn lộ ra vẻ hưu quạnh lạ thường. Một con phi cầm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong rừng sâu minh mang. Viên cương dẫn đoàn hổ và ngô tam lưỡng tới, lưng đeo tam hống đao, viên cương dẫn hai người kia đến trước mặt Nhiêu Hữu Đạo. Đứng dưới tàng cây chống kiếm, Nhiêu Hữu Đạo và viên cương nhìn nhau, đoàn hổ và ngô tam lưỡng cùng nhau chào, đạo ra. Nhiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm viên cương, chậm rãi nói, sao ngươi lại tới đây? viên cương ta sớm nên tới nghiêu hữu đạo nhăn mày lại hắn biết hàm ý trong câu nói của viên cương bởi vì hắn hiểu rất rõ đối phương trước đó hắn không đưa viên cương theo bên mình vì không muốn hắn ta ở quá gần chiến trường chỉ e tên này không kiềm được nhiệt huyết sôi trào cầm đao ra trận tham chiến bây giờ chưa được hắn đồng ý mà hắn ta đã tiền trảm hầu tấu chạy tới đoán chừng là do nhận được tin tức từ chiến trường ngày càng nhiều rốt cuộc không nhịn nổi nữa nghiêu hữu đạo đáp lại hai chữ về đi Viên Cương, ta chỉ muốn mở mang kiến thức về trận chiến lớn thế này, để ta theo mông Sơn Minh, ở bên cạnh ông ta sẽ không sao cả. Nghiêu Hữu đạo, không được. Viên Cương, đạo gia, ngươi làm như vậy, để cho người khác thấy thì sao? Nghiêu Hữu đạo không lưu tình chút nào, ta nói không được là không được. Đùa gì chứ, chiến trường với quy mô lớn như vậy, chiến sự khổng lồ như thế, đây là hai nước giao chiến, cao thủ đôi bên và người tài đều ra trận. Có khả năng những chuyện ly kỳ cổ quái không thể dự đoán được đều sẽ xảy ra, tu sĩ cao thủ nhiều như vậy mà còn gục ngã, đến lượt ngươi đi thể hiện à. Hắn vốn không tin lời viên cương, loại nam nhân như viên cương, một khi nhiệt huyết lên tới đầu thì sẽ bất chấp sông tới, những lời hứa hẹn lúc điềm tính hoàn toàn vô dụng. Nhất là đi theo mông Sơn Minh, bọn người mông Sơn Minh đã sớm để mắt tới viên cương, muốn kéo hắn ta lên chiến trường để xem hắn ta là con la hay con ngựa. Đây nào phải chuyện ngày một ngày hai, hắn ta luôn bị nhưu Hữu Đạo đè ép không thả, bây giờ Nghiêu Hữu Đạo vẫn không đồng ý thế giới này như chỉ có hai người bọn họ, viên cương, đạo gia, người đã nói sẽ không can thiệp tự do của ta. Nhiều hiểu đạo, việc khác ta đều có thể đồng ý, duy chỉ có việc này là không được. Viên cương, nếu ta đã tới thì sẽ không trở về. Dứt lời hắn ta lập tức xoay người đi, tự mình đi tìm mông sơn minh. Nhiều hiểu đạo gần từng chữ, người thử xem, hắn nâng kiếm lên, làm động tác ra đòn. Phía sau khu rừng, đám người trần bá bên phù phương viên đột ngột xuất hiện, vây quanh viên cương. Ngân Nhi cũng từ trong rừng bước ra, trên người chỉ quái chiếc túi lớn. Nàng tự tay lấy đùi gà ra, vừa cắn vừa nhìn bên này, tò mò nháy mắt. Quản Phương Nhi và bọn người đoàn hổ cũng bốn mắt nhìn nhau, quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ muốn trở mặt của hai huynh đệ kia. Viên cương bị vây, từ từ xoay người, nhìn những kẻ chung quanh, ánh mắt hắn ta từ từ chuyển sang như hữu đạo, đạo ra. Để mắt kỹ đến hắn, không có sự đồng ý của ta, không cho phép hắn rời đi. Ai dám sơ sẩy, kiếm của ta sẽ khát máu ngay. Như hữu đạo bỏ lại một câu nói rồi đi vào sâu trong rừng. Quai hàm viên cương căng cứng, hắn ta im lặng, ngô lão nhị buông tiếng thở dài, hầu tử, đừng khiến bọn ta khó xử. Hai con phi cầm tuần tra trên không lập tức hạ cánh trước vạn thú môn. Cháu trai của triều trưởng lão thuộc vạn thú môn là triều thắng hoài đã trở về. Gã được đưa về, được chính ngưu sĩ tâm phúc của thừa tướng nước tống là giả vô quần đích thân đưa về. Không còn cách nào, có việc nhờ người, nếu cầm tù cháu trai của Trưởng lão Vạn Thú môn thì khó tránh khỏi việc hơi khó nói, giả vô quần tự mình đưa người về cũng coi như biểu lộ thành ý. Huống hồ hiện giờ Triều Thắng Hoài đã không còn ảnh hưởng quá lớn đối với triều đình, thừa tướng nước Tống mở miệng thả người là chuyện rất đơn giản. Trưởng lão Vạn Thú môn ra mặt đón khách, vừa thấy Triều Thắng Hoài, hai mắt ông ta bỗng nhiên híp lại, nơi khóe mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo sắc bén. Triều Thắng Hoài bất giác cúi thấp đầu, yếu ớt nói, "Đệ tử Triều Thắng Hoài diện kiến Trưởng lão" có người ngoài cừu sơn không nói gì ông ta dùng ánh mắt ra hiệu cho đệ tử trước tiên bảo họ dẫn chiều thắng hoài đi sau một hồi thờ ơ lạnh nhạt giả vô quần cười tủm tỉm kính cẩn chờ đợi rồi nói cừu trưởng lão đã mấy năm không gặp mạo muội tới chơi hy vọng không quấy dày nói gì vậy chứ giả huynh đột một giá lâm đúng là khách hiếm cừu sơn vui tươi hớn hở chắp tay thử do xét nói giả huynh giá lâm không biết có gì chỉ giáo đối với vị mưu sĩ tâm phúc của thừa tướng nước tống Ông ta khá là khách sáo, không dám thất lễ. Đối với lai lịch của giả vô quần, bên này cũng rõ, phụ thân hắn ta vốn là tử phủ Tây Tịch, cũng chính là tử phủ chuyên sinh, trường kỳ cung cấp nuôi dưỡng tiên sinh dạy học, vị này từ nhỏ đi theo phụ thân, lớn lên tại tử phủ. Cũng do điều kiện ở tử phủ, có cơ hội đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, càng bởi vì tầm mắt người bình thường khó mà chạm đến tử phủ, dần dần hiện ra mặt phi phàm. Đồn rằng về sau Tử Bình Hưu có thể leo lên vị trí thừa tướng đồng thời ở vị trí thừa tướng hơn 20 năm không ngã, đều là nhờ vị này. Người bên ngoài lén gọi vị này là ẩn tướng, thật giả chưa biết, nhưng đủ để chứng minh vị này có sức ảnh hưởng đối với thừa tướng nước Tống Tử Bình Hưu, Cửu Sơn tự nhiên không dám thất lễ. Giả vô quần ha ha xua tay, một phàm phu tục tử như ta, nào dám chỉ giáo nhân vật thần tiên. Hắn ta quay đầu lại, nhìn Triều thắng hoài đã đi xa, tỏ vẻ cảm khái, do thừa tướng cảm thấy triều đình giam giữ đệ tử vạn thú môn có chút quá đáng, giam lâu như vậy cũng nên thả người, bởi vậy một hai biện hộ khẩn cầu triều đình thả y ra. Nói đúng hơn là triều đình mạo phạm vạn thú môn, chẳng qua triều đình cần thể diệt, đương nhiên, vạn thú môn càng cần thể diệt, cho nên thừa tướng đặc biệt sai ta thay mặt đến tạ lỗi với trưởng môn quý phái. Hiện giờ triều đình sai vị này đến tạ lỗi, ánh mắt cầu sơn chấp lên, mơ hồ đoán được đối phương đến với mục đích gì, rõ ràng đối phương cũng không có ý định che giấu ý đồ. Trường 1041, không phải Hồng Trần Tục Khách một. Cửu Sơn lập tức từ chối, thực không đúng dịp rồi, trưởng môn của Bỉ phái đang bế quan tu luyện, chỉ là một chút chuyện nhỏ cũng không đáng để chuyện bé xé ra to, nói ra cũng do Bỉ phái không biết cách quản giáo đệ tử, cho nên người trở về là được, chưa nói tới việc nhận lỗi. Khó lắm giả huynh mới đến một chuyến, hôm nay nhất định phải cùng giả huynh uống mấy chén. Giả vô quần khoát tay, rượu chè thì miễn, giả mỗ từ trước đến nay không uống rượu. Ôi, không thể chiêm ngưỡng tiên nhan của trưởng môn Tây Hải quả là tiếc nuối bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chắc hẳn cừu tê dưỡng lão cũng biết hai nước giao chiến, thừa tướng bận rộn mọi việc, còn có rất nhiều việc vặt vãnh phải sai khiến tôi tớ, giả mỗ đành cáo tử, mong rằng cừu huynh thay mặt thừa tướng vấn an trưởng môn Tây Hải. Cừu Sơn có hơi bất ngờ, đến đây chỉ có như vậy rồi đi à. Còn tưởng đâu đối phương muốn dây dưa chuyện kia khiến vạn thú môn khó xử, không ngờ đối phương nói đi là đi, chẳng hề đề cập tới chuyện đó, khiến cho ông ta hơi hoài nghi có phải mình đoán sai rồi không. Chẳng qua nếu có thể không gây ra phiền phức hay là cố gắng đừng rước lấy phiền phức thì tốt rồi, ông ta hí hưởng nói, nếu đã vậy, hay là lấy quốc sự làm trọng, ta không miễn cưỡng giả huynh nữa. Đợi sau này có cơ hội, ta lại cùng giả huynh tụ họp. Thừa tướng Vân An, cử mẫu nhất định sẽ chuyển lời. Người đâu, thay mặt vạn thú môn tiễn giả tiên sinh 300 dặm Không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, trên người ta gánh chuyện cơ mật, muốn giữ bí mật hành tung. Giả vô quần khoát tay cự tuyệt như vậy quả là không tiện, nếu đã thế, xin thứ cho vạn thú môn vô lễ, không thể tiến xa, tiên sinh đi đường cẩn thận. Cừu Sơn chắp tay tiến biệt, ông ta không tiếp tục giữ đối phương ở lại, đồng thời cũng chẳng muốn giữ, miễn rước lấy phiền toái. Tạm biệt, giả vô quần cười tủm tỉm chắp tay ra sau, xoay người bước đi. Cừu Sơn vừa nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ giả vô quần xoay người đi chưa được mấy bước, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ cái chán rồi xoay lại, cừu trưởng lão, là ta hồ đồ rồi, Thừa tướng còn giao phó một việc, thiếu chút nữa đã quên, mong rằng cựu trưởng lão chuyển lời đến trưởng môn Tây Hải. Cựu sơn Nguyễn Cưỡng cười nói, xin rửa tai lắng nghe. Giả vô quần nghiêm mặt nói, là thế này. Chiến sự vô thường, thế tiến công của quân Yến quả là hung mãnh, quân ta chống cự gian nan, chưa tướng nhìn khắp nước tống, chọn tới chọn lui, phát hiện địa thế của vạn thú môn rất lợi cho việc tác chiến, chuẩn bị dụ địch đến tận đây, biến nơi này thành chiến trường chính để quyết đấu với quân Yến. Vạn thú môn đứng vương ở Đại Tống nhiều năm, chắc hẳn cũng là vì lo cho Đại Tống, ắt sẽ không keo kiệt chẳng nhường. Lời đã nói ra, vạn thú môn hãy sớm chuẩn bị, giả mỗ cáo từ, cựu trưởng lão không cần phải tiến. Khuôn mặt cừu sơn trầm xuống, giả vô quần đã quay người, hai tay áo vung lên, cứ như thế mà chạy lấy người. Giả huynh xin dừng bước, cừu sơn hô lớn, giả vô quần dừng bước xoay lại, cừu sơn đã bước nhanh đến trước mặt hắn ta, hai người bốn mắt rằng co. Cựu trưởng lão còn gì dặn dò, giả vô quần cười hỏi cừu sơn trầm giọng nói lời nói vừa rồi của giả huynh là thật chứ giả vô quần kinh ngạc sao lại hỏi như vậy cừu trưởng lão chuyện quốc gia đại sự lẽ nào là trò đùa cừu sơn biết đối phương đang ép trưởng môn tây hải đường ra gặp mặt nhưng loại sự tình này hẳn không đùa nổi cá nhân ông ta không thể làm chủ đành phải từ từ nói việc này để ta chuyển lời đã trong một lúc cũng không thể nói rõ ràng để ta xem có thể mời trưởng môn sớm xuất quan hay không, tốt hơn nên để giả huynh tự mình chuyển lời." Giả vô quần lập tức vui vẻ nói, đang muốn chiêm ngưỡng tiên nhan của trưởng môn Tây Hải, có cơ hội sao bỏ lỡ được, lại thêm sự tình khẩn cấp cũng không thể bỏ lỡ việc gặp mặt trưởng môn, tại hạ xin đợi là được. Chờ một lát, Cừu Sơn hơi hạ thấp người, sau đó lách mình mà đi. Thấy đệ tử vạn thú môn nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi, giả vô quần thản nhiên cất tiếng cười, xoay người khoanh tay đối mặt với dãy núi tỏ vẻ tự nhiên thưởng thức, chẳng thèm để ý đám đệ tử vạn thú môn nghĩ gì về mình. Pháp sư hộ tống hắn ta từ kinh thành đến đây, nhìn ra ánh mắt đệ tử vạn thú môn bất thiện nên canh giữ bên cạnh giả vô quần, bất cứ lúc nào cũng để phòng bốn phía. Đợi không quá lâu, Cửu Sơn đã mau chóng lắc mình bay vút tới, dừng xuống ngay bên cạnh giả vô quần và nói, giả huynh, trưởng môn vì huynh đã sớm xuất quan, mời. Quấy giày trưởng môn bế quan tu luyện, có lỗi có lỗi. Giả vô quần liên tục xin lỗi, sau đó cũng đưa tay mời hai người sóng vai nhau đi như vậy leo lên tầng tầng bậc thang tiến về chính điện vạn thú môn lúc đi đến ngưỡng cửa chính điện mấy tên đệ tử vạn thú môn đi ra chặn ngang đưa tay ngăn cản người tùy tùng bên giả vô quần không cho vào điện giả vô quần quay đầu lại nhìn đưa tay ra hiệu một cái biểu thị không có việc gì để mấy vị tùy tùng không cần theo vào tới hắn ta dừng tại cửa ra vào mắt nhìn trong điện tây hải đường đã lộ diện Mặt khác còn có đám người bề trên của vạn thú môn ở đấy. Dù hắn ta không quen hết những người này, nhưng đa phần đã gặp mặt. Phát hiện trưởng lão Triều Kính không có ở đây, cùng lúc đó hắn ta liên tưởng tới chuyện Triều Thắng Hoài trở về. Ánh mắt hắn ta lướt khắp điện, trong đầu lập tức phân tích các loại tình huống về sau, đưa tay lên nâng vạt áo dài, bước qua bậc cửa tiến vào trong đại điện, vừa đi vừa chắp tay với đám người kia, cuối cùng đứng trước mặt Tây Hải Đường và chào hỏi, "Bái kiến trưởng môn, nhiều năm không gặp." dung mạo trưởng môn càng toát ra vẻ siêu phàm thoát tục. Tây Hải đường nói, giả tiên sinh cũng không phải người trần tục, nếu không thì đã chẳng vào được nơi này, cần gì phải khách khí. Giọng điệu hơi không khách sáo, tình hình này không hề giống với kiểu rót trà đãi khách. Giả vô quần khoát tay khiêm tốn, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại chắp tay với các trưởng lão hai bên. Tây Hải đường, ta nghe cửu sư đệ nói, giả tiên sinh nói quân tống muốn biến khu vực vạn thú thành chiến trường chính để quyết đấu với quân Yến à. Giả vô quần, trưởng môn hiểu lầm, không phải ta nói, mà là các tướng lĩnh trong chiều quyết định. Tây Hải Đường, vậy sao? Nước tống lớn như vậy, để chỗ nào quyết chiến không tốt, vì sao lại chọn nơi này? Thứ cho mắt ta kém cỏi sao ta không hề nhìn ra khu vực vạn thú môn này thích hợp làm chiến trường? Giả vô quần lắc đầu, nói thật, ta cũng không thấy lấy nơi này làm chiến trường chính có cái gì tốt. Tây Hải Đường lạnh lùng nói, đó là vì sao? Chẳng lẽ là cố ý tìm vạn thú môn gây phiền toái, có thể nói, căn bản không tồn tại chuyện này. Giả vô quần nhếch miệng cười, trưởng môn hẳn là biết được, người chỉ huy phụ trách chiến sự chính là Đại Đô Đốc La Chiếu, mà La Chiếu là con rể của Lăng Tiêu Các, La Chiếu nhất định xây dựng chiến trường ở chỗ này, có dụng ý gì thì ta cũng không biết được. Trong câu chữ của hắn ta tựa như muốn nói rằng, có gây thì cũng chính là ba phái lớn muốn tìm các người gây phiền toái. Không khỏi khiến người ta liên tưởng chiến sự bất lợi, ba phái lớn không dễ chịu nên sẽ không để vạn thú môn sống yên, Tây Hải Đường, nếu là triều đình đã ra quyết định, vạn thú môn sợ là cũng bất lực không thay đổi được gì, xem ra người ở vạn thú môn cũng chỉ đành rời đi, đến các địa phương chống, để cho đại quân triều đình tác chiến, tránh bỏ lỡ chiến sự của triều đình. Giả vô quần, khói lửa chiến tranh vô tình, đại quân lướt qua phá hủy như trở bàn tay, chỉ sợ hủy đi đất thiêng sinh ra hiện tại. Tây Hải Đường, đó cũng là chuyện không còn cách nào, cũng không thể bởi vì một chút tâm tư của vạn thú môn mà làm hại toàn bộ đại tống chương 1042, không phải hồng trần tục khách hai Giả vô quần, vạn thú môn quả nhiên có đức độ, khiến cho người ta khâm phục, chỉ là nếu nơi đây bị hủy, vạn thú môn nên đi nơi nào. Môn phái vạn thú môn lớn như vậy, đệ tử đông đảo như vậy, địa phương khát sợ là cũng không chứa hết được vạn thú môn. Tây Hải Đường, nghe ý của tiên sinh, hay là còn có biện pháp gì cho vạn thú môn? Giả vô quần, thừa tướng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong chiều, tuy la chiếu là con rể lăng tiêu các, nhưng cũng là nghĩa tử của bệ hạ càng là thần tử của bệ hạ lời bệ hạ hắn ta sẽ nghe nếu vạn thú môn cần chắc chắn thừa tướng sẽ hết sức thay đổi quyết định của triều đình tây hải đường gật đầu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng là chuyện tốt nhưng rất khó gặp thừa tướng hao hết tâm lực giúp vạn thú môn không biết có cần vạn thú môn làm những gì không giả vô quần dễ yêu của thừa tướng là trần đại tướng quân trần thiếu thông phụng mệnh xuất trinh ngăn cản tiến độ xâm lấn của quân yến trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại bại thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ cha vợ con rể của thừa tướng. Nếu vạn thú môn có thể hỗ trợ đắc lực, giúp Trần Đại tướng quân chiến thắng, đó chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với thừa tướng. Trước đó các vị trưởng lão đoán rằng đại khái sẽ có chuyện như vậy, lượn quanh nửa ngày quả đúng như thế, trên mặt họ dần hiện lên vẻ khinh thường và cười lạnh. Tây Hải Đường, sợ là khiến thừa tướng thất vọng rồi, vạn thú môn mua bán với người trong thiên hạ, chưa từng đắc tội với đạo lý của khách nhân, từ trước tới giờ không cuốn vào chuyện tranh giành giữa các nước nếu triều đình đã muốn xem nơi này là chiến trường vạn thú môn cũng không còn cách nào vẫn là câu nói kia tìm địa phương chống mà đến nơi đây cho đại quân triều đình tác chiến tránh lỡ chiến sự triều đình trải qua thăm dò mới biết mục đích của đối phương ông ta hoàn toàn không tin chuyện biến vạn thú môn thành chiến trường chính trưởng môn giả vô quần vừa mở miệng tây hải đường đã giơ tay bảo hắn ta dừng nếu giả tiên sinh đến đây thuyết phục thì không cần nhiều lời nữa ha ha giả vô quần cười to cười to biến thành cười khẽ nhưng cười ấy càng nồng liệt, hắn ta nhìn chằm chằm đối phương và nói, ta không chỉ là tới để thuyết phục, thực ra cũng vì muốn tốt cho vạn thú môn, tránh cho vạn thú môn gặp hỏa diệt môn. Tây Hải đường hư lạnh, trái lại ta muốn biết kẻ nào dám tiêu diệt vạn thú môn. Giả vô quần cười tủm tỉm, thốt ra hai chữ, thừa tướng. Tử Bình Hưu, hư hư, hư hư, Tây Hải đường không ngừng cười lạnh, dựa vào hắn, tiên sinh nói lời này không sợ đau đầu lưỡi à. Vạn thú môn không đếm xỉa đến ai, chẳng giúp một ai, ngược lại ta muốn xem xem hai nước giao chiến, miệng kẻ nào dám vọng tưởng động đến vạn thú môn, không sợ bại trận cứ việc tới xem thử. Giả vô quần, ta muốn nhắc nhở trưởng môn một câu, dù gì vạn thú môn cũng thuộc nước tống, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm ngồi nhìn nước tống thua trận. Tây Hải Đường, không cần phải nhắc nhở, nếu nước tống thua trận, kinh đô không còn, có vài người tức khắc trở thành chó nhà có tang, còn muốn uy hiếp vạn thú môn à. Cho cười, hay là ngẫm lại đến lúc đó tự bảo vệ mình như thế nào đi khóe miệng giả vô quần nở nụ cười mỉa mai trưởng môn suy nghĩ thật là có lý làm sao nước tống mất được chứ dù nước tống có bại trận hay không thì cũng chẳng diệt phong đâu hay trưởng môn tây hải cho rằng nước yến có khả năng thôn tính nước tống hoặc là nghĩ nước yến sẽ khiến nước hàn đến xâm lấn tiêu diệt nước tống hai khả năng đó đều không tồn tại nước yến vô cùng suy yếu chịu khổ đánh trận chiến này chỉ là muốn kéo nước tống xuống nước kéo tống về một phe để chống cự với hàn đấy hắn ta nhìn quanh đám người chưa vị tin không, chỉ cần đánh nước tống, nếu không ngoài dự đoán, hai nước sẽ đàm phán hòa bình, nước Yến không có khả năng khởi binh đánh nước Hàn, nếu không sẽ đối mặt với sự uy hiếp lớn từ bên đó, nước bị diệt kế tiếp chính là nước Yến. Cho nên, nước Yến muốn kéo nước Tống về cùng một phe để đối phó nước Hàn, chỉ cần đánh tới lúc hai bên mất khả năng dây dưa, song phương lập tức sẽ cùng nhau đàm phán để liên thủ đối phó bên Hàn. Làm sao tới mức kinh đô không còn chứ? Không ít bề trên thuộc vạn thú môn có mặt ở đây đều nhíu mày. Mặc dù không quen việc này, nhưng họ cũng không phải người ngu, biết đối phương nói hoàn toàn có khả năng. Bảy nước đánh nhau nhiều năm như vậy, hôm nay là thù địch, ngày mai kết liên minh là chuyện rất bình thường. Giả vô quần để tâm quan sát phản ứng của họ một chút rồi tiếp tục nói, khoảng thời gian trước cũng do thừa tướng sơ xuất, không ngờ 200 đại quân phòng ngự đê sông lại dễ dàng bị mông sơn minh công phá phòng tuyến như thế. Ông ấy chủ động góp lời với triều đình, để dễ yêu Trần Thiếu Thông lãnh binh xuất trinh, thật ra chỉ là làm quần chúng trên sân khấu, muốn giúp dễ yêu lập công lao. Kết quả vừa mới nói xong, tin tức đê sông phòng ngự bị công phá chuyển đến, triều đình thuận nước đẩy thuyền, bây giờ chuyện ngăn chặn quân yến ngay trong nước đều rơi xuống đầu Trần Thiếu Thông. Trần Thiếu Thông nói nhăng nói cuội tập kết mấy trăm ngàn đám ô hợp, làm sao có thể là đối thủ của mông Sơn Minh với lực lượng hơn 2 triệu quân nước yến. Thừa tướng bây giờ bị ép vào đường cùng, nước tống sẽ không vong, như lời đã nói, nước tống tất sẽ đàm phán ngưng chiến nhưng đối với thừa tướng mà nói, nếu Trần Thiếu Thông không chịu nổi một kích, khiến cho quốc sự xuất hiện sai lầm trọng đại như thế, tâm tư tiến cử con rể của ông ấy sẽ khó thoát một kiếp. Ánh mắt của hắn ta quét trái quét phải về phía đám người, thừa tướng sẽ không ngồi chờ chết, có thể là nghĩ biện pháp tự vệ. Tự vệ như thế nào? Nếu trên triều đình khó nói, thì cũng chỉ có thể là biện pháp lấy lòng ba phái lớn, mượn nhờ lực ảnh hưởng của ba phái lớn để tiếp tục đặt chân trên triều đình. Vạn thú môn ở nước Tống lớn như vậy, cho tới nay ba phái lớn đều không yên lòng hẳn họ sẽ vui khi thấy thừa tướng phát động toàn bộ thế lực để trục xuất vạn thú môn khỏi nước tống đuổi không ra cũng có thể giày vò vạn thú môn đến mức nửa sống nửa chết đẩy vào đường cùng thừa tướng sẽ không còn gì kiêng kỵ mặt mũi hung tợn rất đáng sợ rồi sẽ ăn thịt người thấy ngứa mắt tây hải đường đột nhiên lách mình đến trước mặt hắn ta rượt sâu dài của hắn ta một phen ngươi là cái thá gì cho thể diện mà không cần chỉ là con kiến dám chạy đến nơi đây uy hiếp vạn thú môn ta nhìn ngươi vẫn còn sống ta không kiên nhẫn được nữa tay ông ta kéo mạnh một phát hung bạo giật tròm dâu xuống trên cằm đối phương lập tức ưa máu a à, không kịp đề phòng giả vô quần bị đau kêu thành tiếng tùy tùng ở bên ngoài điện thấy một màn này lập tức có phản ứng nhưng bị đệ tử vạn thú môn cương quyết ngăn lại và có người xuất hiện từ hai bên trực tiếp bao vây mấy tên tùy tùng mấy tên tùy tùng đó cũng không thể trơ mắt đứng nhìn giả vô quần bị xúc phạm nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ ở vạn thú môn nếu để cho giả vô quần xảy ra chuyện gì không hay, bọn hắn trở về cô thể báo cáo kết quả nhiệm vụ được, đây mới chính là tình thế khó xử. Vẫn là giả vô quần độ lượng, nhanh chóng ra hiệu đừng làm loạn với mấy tên tùy từng đứng ngoài cửa đang chuẩn bị đánh nhau, mới cho bọn họ bậc thang bước xuống. Tây Hải đường túm vài sợi dâu rồi tiện tay ném đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm giả vô quần. Ở đây, ánh mắt của những nhân vật chủ chốt của vạn thú môn nhìn giả vô quần không hề có chút thiện trí nào. Giả vô quần đưa tay lên sờ cầm, nhìn vết máu trên bàn tay, khóe miệng co giật một chút, chợt cười gượng, rồi lắc đầu. Không thèm đếm xỉa đến cái nhìn soi mói của vạn thú môn, ông ta nhìn xung quanh một lượt, từ chỗ Tây Hải Đường rồi lướt qua toàn bộ đại điện. chương 1043, uy hiếp, vua một tiếng, ở trong điện, từ trên kệ bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm, ngón cái sờ qua mũi kiếm, cảm nhận sự sắc bén của nó. Đám người tưởng rằng ông ta rút kiếm liều mạng gì gì đó, ai ngờ ông ta đi tới chỗ cột trụ bằng đồng sáng bóng đằng trước, coi cột trụ đó như tấm gương, túng sợi dâu trên miệng, giơ kiếm cắt đứt. Sau đó còn khoa trương hơn, ở trước mặt mọi người tay cầm bảo kiếm đứng đối diện thổi mấy sợi dâu đi, miệng còn nói lẩm bẩm, nếu như bình thường thì thừa tướng tuyệt đối không dám chọc phản thú môn, thật sự là muốn bước thừa tướng vào đường cùng, vì tự vệ, thừa tướng chỉ sợ là cũng không lo được nhiều như vậy. Phù, thổi mấy sợi dâu trên mũi kiếm, đương nhiên, thừa tướng cũng không có năng lực chống lại vạn thú môn, kể cả không thể chống lại thì cũng phải bảo vệ được mình chứ, thừa tướng đổ cũng không phải chỉ ảnh một mình thừa tướng dưới thừa tướng là một đám người bọn hắn vì lợi ích của mình thì không thể để cây đại thụ kia là thừa tướng ngã xuống chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ ví dụ như vạn thú môn bên này có cây xanh um tùm nhân mã địa phương xung quanh không có việc gì có thể chạy tới đây bắt mấy tên phản động các kiểu không cẩn thận cũng có thể xảy ra cảnh cháy rừng đoán chừng mấy bọn trộm cướp cũng rất dễ dàng chạy qua bên này nhân mã địa phương khó tránh khỏi muốn tận chung với cương vị đến lúc đó nếu có quấy giày mong rằng vạn thú môn đừng trách cứ, ta nghĩ vạn thú môn cũng sẽ không mặc kệ để chuyện phạm pháp hoành hành trên đất đại tống, nếu không thì chính là môn phái đang muốn chống đối triều đình. Chống đối với toàn bộ môn phái tu hành ở nước tống. Tóm lại, nơi này, chuyện ở bên trên từ trước đến nay toàn là trò gian trá, bịp bợm mà thôi, uy vọng của thừa tướng trong triều vẫn còn thì có thể trói buộc lại. Nếu thừa tướng không còn uy vọng thì cũng không biết người phía dưới sẽ làm ra chuyện hỗn loạn gì nữa. Đến lúc đó, vạn thú môn cũng sẽ vô cùng loạn, có vài người sẽ liên tục giày vò, giày vò đến khi tam đại phái hài lòng mới thôi. Hoặc có thể nói là giày vò vạn thú môn ở nước tống không sống nổi nữa mới thôi. Nhưng vạn thú môn rời khỏi nước tống thì còn có thể đi đâu. Thế lực nước nào sẽ cho phép vật khổng lồ là vạn thú môn có một chân trên địa bàn mình vậy? Vạn thú môn trao đổi mua bán với người trong thiên hạ, lo lắng đắc tội với nước Yến, vì sao lại không lo sợ sẽ đắc tội nước Tống? Vẫn là câu nói kia, nước tống thua trận cũng không thể nào bị diệt được. Vạn thú môn ở nước tống nhiều năm, không có phạm vi thế lực của mình, còn có thể bảo đảm thanh tịnh không hỗn loạn, triều đình nước tống hết lòng hết ý với vạn thú môn, thừa tướng đối với vạn thú môn cũng thế cũng tận lực. Bây giờ nước tống gặp nạn, thừa tướng cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, vạn thú môn lị không chịu giúp một tay, đạo lý kia đặt chỗ nào cũng không còn gì để nói, nếu thực như thế, cho dù là triều đình hay thừa tướng, dường như không cần thiết phải giữ lại phần tình nghĩa này. Hoàng đế bệ hạ là chủ của một nước, suy nghĩ vì đại cục, có một số việc sẽ kiên kỵ, không muốn làm nhà mình loạn lên. Nhưng thừa tướng không như vậy, bình an vô sự là tốt rồi, nếu như thật sự bị bức không còn đường lui, thừa tướng cũng chỉ có thể chú ý giữ được cái trước mắt, cũng không quan tâm cái gì mà về sau vạn thú môn trả thù như thế nào, trước mắt còn không gánh nổi, đâu còn quản được lũ lụt cuồn cuộn ở trong tương lai. Cột trụ bằng đồng phản chiếu không được rõ ràng lắm, lấy bảo kiếm cạo dâu cũng không tiện, giả vô quần tùy tiện sờ sờ, đưa tay sờ cầm vẫn gốc dâu, lau bảo kiếm vào tay áo, lại quay trở lại chỗ giá để kiếm, đút bảo kiếm vào bao. Xoay người nâng tay áo lau lau vết máu trên môi, rồi tiếp tục đi đến bên cạnh tây hải đường, sợi dâu là chuyện nhỏ, rượt nó đi thì còn có thể mọc lại, trưởng môn dùng hình phạt nho nhỏ như vậy cũng là đúng, ai bảo giả vô quần vô lễ, nhưng giả mỗ cũng không còn cách nào khác. Không giấu giếm các vị, thừa tướng đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, bảo hôm nay ta nhất thiết phải mang tin tức chính xác trở về, nếu vạn thú môn nguyện trợ giúp thừa tướng một ít sức lực, thì chuyện gì cũng dễ nói. Còn nếu vạn thú môn cứ một mực trở mặt với thừa tướng, nhưng mối quan hệ kinh doanh trong triều đình của vạn thú môn ngăn được người khác, chứ không ngăn được lửa giận của thừa tướng, hiện tại vạn thú môn cũng có thể tìm chỗ khác để chuẩn bị dọn đi rồi đấy, ít nhất bên trong nước tống cũng không tha cho vạn thú môn. Ách, ánh mắt tây hài đường ngập tràn lửa giận, đột nhiên ông ta giơ tay bóp cổ giả vô quần, một tên phàm phu tục tử lại dám chạy đến chính điện Vạn Thú môn nói những câu mông cuồng như thế, khiến ông ta tức giận vô cùng. Mắt thấy giả vô quần bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng giống như sắp tắt thở, một vị trưởng lão ở bên đi đến giữ chặt tay Hải Đường, sợ ông ta thật sự sẽ giết chết giả vô quần, huyên náo Vạn Thú môn và không thể nào làm hòa với Tử Bình Hưu. Cuối cùng cũng không làm theo quyết định trước đó, cũng không cần phải giết người Tử Bình Hưu, dù sao mối quan hệ của người này với Tử Bình Hưu không thể coi thường. Tây Hải đường nhẹ buông tay, giả vô quần cũng ngã rầm một cái trên mặt đất, ôm cổ ho khan liên tục, miệng mở lớn, thở hồn hền. Khi bắt đầu thở lại bình thường được, giả vô quần siêu vẹo trên mặt đất lại nói tiếp, bây giờ đối với vạn thú môn mà nói, đây là một cơ hội tốt, bình thường tam đại phái cố ý chèn ép vạn thú môn, không để cho vạn thú môn có phạm vi thế lực, bây giờ dưới tình hình này, tam đại phái sẽ cảm thấy bất an, lại có thừa tướng thúc đẩy triều đình gây áp lực cho bọn họ, tất nhiên tam đại phái sẽ nhả ra, vạn thú môn thừa dịp thu vùng này vào tay chính thức nắm giữ phạm vi thế lực của mình trong tay nếu có nạn trộm cướp gì cũng do vạn thú môn tự điều tra người ngoài khó mà can thiệp lôi ông ta ra ngoài tây hải đường giận giữ quát lên lập tức có hai đệ tử tiến lên nhấc giả vô quần vừa bò dậy lên rồi lôi ra ngoài tính cả mấy tên tùy tùng ngoài điện cũng đều bị đuổi đi một đường bị đánh ra khỏi sơn môn mặc dù người bị đuổi ra khỏi sơn môn chật vật vô cùng nhưng giả vô quần lại không hề có ý rời đi tìm tảng đá, ngay cạnh đó ngồi xuống chờ. Trong chính điện vạn thú môn nghị luận ẩm ý, giả vô quần truyền đạt ý đồ của tử Bình Hưu không thể không bàn bạc, kia chính là tối hậu thư của tử Bình Hưu gửi cho vạn thú môn. Không góp sức thì lập tức trở mặt, ý của tử Bình Hưu chính là như vậy. Đổi lại bình thường thì vạn thú môn không nghĩ rằng tử Bình Hưu có lá gan lớn như vậy, vạn thú môn dễ chọc vào như vậy sao? Nhưng lúc này không giống, hình như tử Bình Hưu bị bức phải chó cùng rứt rậu. Trưởng lão chiều kính từ ngoài điện đi vào, nghe nói tử bình hưu phái người đến đây uy hiếp chúng ta. Tây Hải đường hỏi lại, bên Triều Thắng Hoài có hỏi thêm được cái gì khác không? Nói đến đây Triều Kính lại tức giận, cháu của mình quấn vào chuyện này, đau đầu vô cùng, hết lần này đến lần khác xác nhận rằng chuyện ám sát sứ giả nước Tống, thật sự là gã ta thấy đoàn người nước Yến làm, chắc không phải là giả rồi. Việc này, cho dù đánh chết Triều Thắng Hoài, gã cũng không dám thừa nhận trong chuyện đó có vấn đề, Triều Thắng Hoài nhất định ngậm chặt không thả, Tây Hải Đường cười khẩy, người nước Yến không ngu, làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhất định là nước Tống ở phía sau dở trò gì dò. Thế cục rõ ràng, trước đó nước Tống muốn khơi mào chiến tranh, chỉ là không nghĩ tới rằng chính là tự bê đá đập chân mình, bị nước Yến đánh một cái mà luống cuống tay chân, bao giờ khi đã tuyệt vọng thì cái cũng có thể thử, trái lại còn muốn kéo vạn thú môn xuống nước theo, một đám khốn khiếp. Trường 1044, cố làm ra vẻ bí ẩn một. Mọi người nghe vậy gật đầu, Chuyện này xác thực rõ rành rành, khỏi cần phải nói, nói ngay như nước Yến có mô công lĩnh ở Thương Châu nổi loạn, đó không phải là ý nghĩ nhất thời, rõ ràng là âm thầm mưu đồ từ rất lâu rồi, nếu nói nước Tống ở phía sau không dở cho quỷ gì, mới là chuyện lạ. Hiện tại, chuyện của Triều Thắng Hoài không quan trọng, chủ đề nhanh chóng chuyển về tối hậu thư của Tử Bình Hưu, có người tức nghẹn, thậm chí đề nghị chư xê tiếp phái người đến Tống Kinh làm thì Tử Bình Hưu luôn. Nhưng cái này chỉ là nói nhảm. Thừa tướng một nước không phải ai muốn giết thì có thể giết đâu, bên người luôn có cao thủ hộ vệ, không nói có thể dễ dàng thành công hay không, nếu thật sự làm việc này, đến lúc đó không phải là người của tử bình hưu gây khó dễ cho vạn thú môn hay sao. Đầu tiên là trôn sống 600.000 tù bình, tiếp theo là tàn sát hàng loạt dân trong thành, quân yến tàn bạo làm cho người khác tức giận vô cùng, hết lần này tới lần khác triều đình nước tống lại không có ai ngăn cản nổi, hễ là người cản thì đều bị tàn sát. Theo quân yên càng ngày càng bành trướng, đã khiến cho bách tính nước tống hoang mang, lo sợ. Hướng quân yến mở rộng, các thành ở khắp nơi, bách tính dồn dập dìu già dắt trẻ, lau nước mắt bỏ chảy khỏi quê hương, người dám chống cự nói chung cũng chỉ là số ít. Thời gian dần trôi qua, dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, phạm vi càng ngày càng rộng, cuối cùng khiến cho sự trật tự đất nước của nước tống sụp đổ, nhiễu loạn khiến sự cân bằng ở nước tống bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ cần phần lớn bách tính bỏ mặc rất nhiều đất trồng trọt, cũng khiến cung cầu trong nội bộ nước tống bị đứt gãy, Phía sau lập tức sẽ siết chặt toàn bộ cung cầu nước Tống. Cả nước trên dưới, lòng người đều bàng hoàng, không thấy thắng trận, khó mà an ủi. Bên trong quân trướng, Kim Tước đứng trước địa đồ, từ từ nói, trật tự trong nội bộ của nước Tống đã mất cân bằng, sức mạnh của nước Tống đang tiêu hao nhanh chóng, đây là ước muốn mà Mông Sơn Minh muốn nhìn thấy. Tướng lĩnh ở bên trái nói, nước Tống liên tục thúc sục triều đình, bảo chúng ta mau chóng xuất binh đánh nước Yến. Tướng lĩnh ở bên phải chỉ địa đồ, đại tư mã nói không sai. Mông Sơn Minh chính là muốn gắp lửa bỏ tay người, để nước Hàn chúng ta tiến đánh nước Tống. Tướng lĩnh bên trái nói, cái này ta biết, thế nhưng Mông Sơn Minh sẽ không để cho chúng ta dễ dàng chiếm được lợi, chỉ cần đánh được nước Tống, tiếp theo hai nước sẽ liên minh chống lại chúng ta, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Cho nên ta vẫn nghĩ rằng, cần phải thừa dịp nội bộ nước Yến rối loạn, tiến quân đánh. Kim Tước khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú vào địa đồ, lắc đầu, nói, sao có thể nói cái gì cũng không chiếm được? đánh nhau với nước Tống, thực lực sẽ tiêu hao nhanh chóng, nước Hàn chúng ta có thể chiếm được món hời lớn. Hiện tại vẫn chưa tiêu hao nhiều, nước Tống vẫn còn sức lực, một chút tâm tư kia của Mông Sơn Minh. Cứ để ông ta tiếp tục giày vò nước Tống đi, khiến nước Tống hao tổn nhiều, đến lúc đó cứ coi như là chúng ta không xuất binh, trong khoảng thời gian dài hai nước cũng không còn tinh lực đâu mà đi khiêu khích nước ta, ngược lại sẽ ngoan ngoãn đối với nước ta, đây không phải là chiếm hời lớn thì là cái gì? Không vội, thận trọng một chút tốt nhất là nên như thế. Tướng lĩnh bên trái nói, đại nhân, triều đình bên kia gây áp lực, ngài một mực chĩa vào cũng không được chuyện gì cả. Kim tước hất cầm vào chỗ nước triệu trên địa đồ, nước triệu quá im lặng, tại ta cũng không xác định được nước triệu sẽ xuất thủ trước hay không, nên ta sẽ không liều lĩnh xuất binh, một khi tấn công nước yến xuất hiện trạng thái cầm cự. Đột nhiên nước triệu thừa dịp nội bộ nước Hàn ta đang thiếu binh lực mà phát động tấn công, thì làm như thế nào cho ổn? Tướng lĩnh bên trái có chút giờ khóc giờ cười nói, nếu như nước triệu là bởi vì bị tề và vệ khống chế nên mới không xuất thủ, chúng ta cứ như vậy ngồi chờ, chẳng phải là để vượt mất cơ hội tốt hay sao? Kim tước, liên thủ đánh yến là ta lừa gạt đám ngu đần ở nước tống kia. Ta không ngại nói thẳng, mặc kệ trước mắt có miệng thịt mỡ ngon như thế nào, chỉ cần bên cạnh mình còn có sự uy hiếp, ta sẽ không xuất binh. Chỉ có nước triệu xuất thủ đánh yến, ta mới ra tay, ta sẽ không liều lĩnh đặt vận mệnh của nước Hàn vào bất cứ nguy hiểm nào, cũng sẽ không để các tướng sĩ chết một cách vô ích. Đánh trận ấy, phải thận trọng. Tướng lĩnh bên phải nói, chẳng lẽ thật sự phải ngồi nhìn Tống và Yến đánh nhau rồi hòa đàm sao? Kim Tước, chờ một thời gian thôi, chờ đến thời khắc quan trọng, để triều đình đến nước triệu đàm phán, nước triệu xuất binh đánh Yến, chúng ta sẽ xuất binh đánh Tống, chỉ khi lôi nước triệu vào, sau khi không còn nỗi lo nào nữa, mới chính là thời điểm để chúng ta hành động. Không nên tham ăn quá nhiều, khiến người khác không có gì, chúng ta chỉ cần có cái để cuỗm là được, mấu chốt là phải có thể ăn vào bụng mình mới ổn. Nếu nước triều không chịu xuất binh, vậy chúng ta cũng án binh bất động. Có nước hàn chúng ta chèn ép, nước triều cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi, đừng hóng chiếm được cái gì. Tóm lại, thận trọng là tốt nhất. Đừng giống như tên đần La Chiếu kia, thế mà chạy một quãng đường dài chỉ để đánh Yến Kinh, chà chà, thật không biết tên đó nghĩ gì nữa. La Chiếu ngu ư? Hai tướng ở hai bên nhìn nhau, hai người không cảm thấy La Chiếu ngu? Chỉ là gã ta đụng phải tên biến thái Mông Sơn Minh kia mà thôi, sau khi thu thập và xem xét tình hình, ai có thể nghĩ tới rằng Mông Sơn lại có thể dùng cách kia đột phá đô phòng ngự đây. Hai người không cảm thấy chiến lược kia của La Chiếu có vấn đề gì, từ lúc mới bắt đầu, đứng ở một khía cạnh nào đó mà nói, thì kế hoạch đó rất là cao minh. Hai người thấy cũng chỉ có trong mắt loại người an phận thủ thường như Kim Tước mới cảm thấy La Chiếu ngu. Sau khi hai tướng rời khỏi Trướng chủ soái, vẫn nhịn không được nhìn nhau lắc đầu thật sự là hết khách và cũng thật sự là phục vị đại tư mã này mặc cho triều đình tạo áp lực ra sao mặc kệ người tam đại phái chèn ép thế nào mặc kệ nước tống mắng chửi mặc người khác chế giễu như thế nào mọi người châm biếm thế nào cũng được vị đại tư mã vẫn không xuất binh muốn xuất binh cũng được thừa nhận mình không có tài cán gì thoái vị nhường chức triều đình muốn giáng chức hay muốn làm sao đều được triều đình cho người khác đến chỉ huy tiến công cũng được gặp phải loại người mà chỉ muốn an phận triều đình thật sự cũng chẳng biết làm gì với vị đại tư mã, thay người cũng không ổn. Ở một mức độ nào đó mà nói, phong cách thận trọng của vị này thật sự rất hợp khẩu vị của không ít người trong triều đình, chỉ ít khi dùng vị này sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Đôi chân của mông sơn minh cũng là do vị này đánh đến tàn phế, ai dám nói kim tước không có tài cán gì. Vị này lo lắng xảy ra sự cố, vẫn rất là có trọng lượng, những người khác thật sự không dám nhận trọng trách này, sợ phải gánh trách nhiệm. Nhưng mấu chốt là tướng sĩ phía dưới không nghĩ như vậy, bình thường thì không có cơ hội thăng quan phát tài, nhưng giờ trước có cơ hội tốt như vậy, cục thịt béo bở nước yến này quả thực là cướp được dễ như trở bàn tay, lại cứ thế mà bị vị này chặn lại tướng sĩ phía dưới tất nhiên là có phần bất mãn, đây chính là ngăn cản con đường của mọi người mà. Bởi vậy ngay cả tướng sĩ dưới chứng cũng không khỏi của trách ông ta, cũng chưa thấy ông ta chỉ huy đánh thắng một trận chiến nào, thế mà lại có thể bò lên được vị trí đại tư mã, rất nhiều người không nghĩ ra được. Bên trong nước Yến, quân Tống vẫn bị nhân Mã Nam Châu quấy rối, không thể thuận lợi rút lui được. Nhiều lần La Chiếu dụng kế, muốn tiêu diệt 100.000 thiết kỵ đang gây rối, nhưng Thương Triều Tông cũng không phải dạng vừa, căn bản không dễ bị lừa, người lừa là chuyện của ngươi, ta đánh là chuyện của ta, khiến La Chiếu rất là đau đầu. Chương 1045, cố làm ra vẻ bí ẩn hai. Trong nước Tống, quân Yến cũng vẫn đang lo liệu cho chiến lược trước đó, tiếp tục khuếch tán sự hỗn loạn, ngẫu nhiên sẽ có trọng binh xâm nhập tập kích làm gia tăng sự hoang mang, lo sợ. Đại tướng quân nước Tống Trần Thiếu Thông tập hợp 400.000 nhân mã, tiến về phía trước nghênh chiến với quân Yến, muốn ngăn chặn quân Yến ngang ngược, giúp đại quân của La Chiếu tranh thủ thời gian rút lui. Vừa mới bắt đầu, tốc độ hành quân của nhân mã Trần Thiếu Thông rất chậm, sau đó đột nhiên tăng tốc áp sát nghênh đón quân Yến. Hành động này khiến quân Yến cảnh giác cao độ, nhân mã quân Yến phân tán bắt đầu khẩn cấp điều chính. Bên trong quân trướng mấy lộ trư hầu của quân Yến khẩn cấp chạy đến hội hợp để thương nghị. Nước Tống, bao gồm cả nhân mã của ba lộ chư hầu thì quân chủ lực tổng cộng có 6 triệu, tấn công vào nước Yến ta có 3 triệu, 2 triệu nhân mã ở đô phòng ngự đã bị ta tiêu diệt, ở biên giới nước Hàn có 1 triệu nhân mã được bố trí ở đó. Nói cách khác, bên trong nước Tống gần như không có quân chủ lực, Trần Thiếu Thông suốt lĩnh 400 nhân mã, đều là người vớ vẩn của các châu phủ, trong đó có không ít người giả yếu hoặc tàn tật. Cái này thì biết rồi, vấn đề là, ngay từ đầu tốc độ hành quân của nhân mã hắn ta rất chậm hiển nhiên là tự biết mình không phải đối thủ của quân ta bây giờ lại đột nhiên tăng tốc đuổi theo là như thế nào đây có lẽ là quân ta khiến cho bên trong nước tống gây ra sự hoảng loạn càng lúc càng lớn hắn ta không chịu được áp lực từ phía trên nên không thể không tăng tốc hành quân trần thiếu thông không thể nói là thiện chiến hắn ta dựa vào cha vợ là tử bình hưu bò lên vị trí này nhưng cũng không phải là bao cỏ nếu như không phải là tử bình hưu nhìn ra năng lực của hắn ta thì ông ta cũng sẽ không gả con gái cho hắn ta. Cho nên hắn ta không phải không biết hậu quả của việc đá trọi với đá, gấp gáp như vậy để đuổi theo tìm chết, mà thái độ lại thay đổi chóng mặt, trong đó có bí mật gì chăng? Chư tướng nghị luận ầm ý, mông sơn minh ngồi trên xe lăn không biết có nghe hay không, trên tay cầm một tờ giấy ghi lại chi tiết về Trần Thiếu Thông, cẩn thận xem xét, trong đó đề cập đến lý lịch thăng quan của Trần Thiếu Thông bên trong quân tống, đã đảm nhận qua chức vụ gì, đã chỉ huy qua bao nhiêu nhân mã chiến đấu, từng có chiến tích như thế nào, ghi vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Đối với ý đồ của Trần Thiếu Thông, bên này thương lượng đến thương lượng đi cũng không đưa ra nổi một phán đoán chính xác, ngay cả Mông Sơn Minh trong lúc nhất thời cũng không xác định được. Cuối cùng, Mông Sơn Minh áp dụng chiến pháp vững chắc, sau khi tiếp tục quấy rối, mấy đạo nhân mã cũng từng bước thu lại, chuẩn bị tập trung lực lượng để phòng ngừa vạn nhất, đồng thời chuẩn bị bố trí vài cái bẫy trước tiên phải thử thực lực của Trần Thiếu Thông đến đâu, nếu như đối phương là phô trương thanh thế thì thịt luôn nó. Sau khi chiến lược được quyết định, mấy lộ chư hầu rời trướng lao tới các bộ, phi cầm cỡ lớn nhanh chóng được mang đến. Trong những ngày kế tiếp, nhân mã hai bên sắp tiếp cận nhau, càng ngày càng gần hơn, lại một trận chiến sắp nổ ra, bầu không khí bỗng trở nên khẩn trương hơn, thế lực của các quốc gia nghe tin đều theo dõi sát sao. Kết quả là Trần Thiếu Thông xuất lĩnh 400.000 nhân mã trung lập, đối với cạm bẫy của quân Yến không hề hay biết, cứ như vậy trực tiếp chui vào bẫy đã được bố trí sẵn, tình huống phía sau càng vượt ngoài dự đoán trước đó của quân Yến. Quân Yến bao vây, Trần Thiếu Thông lại ngưng hành động, trực tiếp trong tình huống bị trọng binh bao vây chọn vị trí dựng trại đóng quân, giống như là ngồi chờ bị vây quét vậy. Bên trong quân chướng, Mông Sơn Minh nhíu mày, nhìn chăm chú vào địa đồ một hồi lâu, Trần Thiếu Thông không theo như dự tính, vượt qua suy nghĩ của ông. Căn cứ vào lý lịch của Trần Thiếu Thông mà ông biết được, tên này cũng không phải là người không biết gì về chiến sự, ít nhiều vẫn có chút năng lực, chỉ là 400.000 nhân mã hỗn tạp này lại chủ động chui vào lưới của hơn 2 triệu trọng binh, sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này. Trần Thiếu thông hành động như vậy, thành ra hù dọa lại quân Yến, khiến quân Yến mặc dù đã bao vây nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hổ đứng bên cạnh cũng nhìn chăm chú vào địa đồ, sờ cầm Trần Thiếu Thông đang làm cái quỷ gì vậy. Động tính của đại quân lớn như vậy không thể nào giấu được con mắt hắn ta, không đến nỗi nhìn không ra đó là bẫy, thế mà chủ động chui vào trong, chẳng lẽ là cố ý lừa gạt chúng ta, muốn dùng cách này để kéo dài thời gian sao? Mông Sơn Minh từ từ nói, như các người nói, loại người như từ Bình Hưu sẽ không nhận một cái bao cỏ làm con rể, con rể ông ta tự mình thống lĩnh quân xuất trinh, nếu như thua trận thì ảnh hưởng rất lớn đến từ Bình Hưu, không giống như là liều lĩnh làm càn, chắc hẳn là có chỗ dựa nào đó. Tô Khải Đồng nói, đại soái, chẳng lẽ chúng ta để hắn ta hù họa dễ dàng như vậy sao? Nếu như bị hắn ta kéo dài như vậy thì nhân mã của La Chiếu rút lui, vượt sông sẽ không có cản trở gì. Mặt khác, nếu như Trần Thiếu Thông thật sự có chỗ dựa, nếu không tiêu diệt thì sau khi chúng ta quay lại chặn đánh La Chiếu vượt sông, hắn ta tất nhiên sẽ phối hợp với La Chiếu tấn công quân ta từ phía sau. Mông Sơn Minh chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nói, núi bất lão, Trần Thiếu Thông chọn nơi này cố thủ dường như có dụng ý gì đó. Trương Hổ vuốt cằm, phạm vi núi bất lão không lớn, ngay cả 400.000 nhân mã cũng không chứa hết, nhưng trong núi không thiếu mạch nước và suối thủ ở đó cũng không sợ nước uống của đại quân bị chặt đứt cũng không không thiếu củi để đun bởi vì phạm vi không lớn bên ngoài có quân coi giữ cho nên cũng không sợ bị hỏa công nhìn bộ dạng này của hắn ta dường như là chuẩn bị chiếm đóng ở đây trong thời gian dài mông sơn minh khẽ lắc đầu địa thế nơi đây nếu như hai triệu nhân mã của ta mạnh mẽ tấn công căn bản là không thủ được một khi bên ngoài công phá vậy quét cũng không khó khăn đây không phải là nơi phòng thủ kiên cố Tô Khải Đồng chỉ xung quanh núi Bất Lão, vẽ một vòng tròn, núi rừng đan sen, tổng thể địa thế mà nói, núi Bất Lão là một thung lũng bên trong rừng núi, chẳng lẽ muốn dẫn dụ quân ta vào trong rừng, rồi sau đó dùng hỏa công đánh quân ta sao? Trương Hổ lại hỏi, phạm vi lớn như thế, chúng ta cũng không phải là bị bao vây hoàn toàn, lửa cháy có thể cho quân tiến lùi, nào có dễ dàng hỏa công như vậy? Cung lâm sách ở bên, nhìn mấy người nghị luận, có thể thấy được, mấy người đối với việc bày trận của Trần Thiếu Thông xác thực rất hoang mang. Thương lượng hồi lâu cũng không đưa ra được kết luận gì, cuối cùng vẫn là Tô Khải Đồng chủ động xin đi, nói, đại soái, mặc kệ hắn ta làm cái quỷ gì, cho bộ ta suốt kích thăm dò trước, có phải hắn ta đang cố làm ra vẻ bí ẩn hoặc che giấu chuyện gì bên trong đó, thử một lần liền biết, nếu như là đang lừa gạt người, ta lập tức cho quân đập tan, đám ô hợp này không chịu nổi một kích đâu. Mông Sơn Minh suy nghĩ, vuốt cằm, nói cũng được. Dứt lời lại khoát tay áo, cũng không vội, nhưng trước khi chuẩn bị để cho ta tự mình đi quan sát tình hình đã rồi nói tiếp. Núi bất lão, trướng chủ soái được Trần Thiếu Thông cho lập trên đỉnh của một ngọn núi, có thể nhìn về phía xa. Ngoài núi đại quân tuần tra canh phòng, trong núi khói bếp bay lên khắp nơi, đang đốt lửa nấu cơm. Tuần tra trong núi một lần, Trần Thiếu Thông dẫn một nhóm người trở lại, đi vào trướng chủ soái căn dặn lần nữa, kiểm tra chặt chẽ tình huống bốn phía, có bất cứ điều gì lạ thường phải lập tức đến báo, ai dám chỉ hoãn, đừng trách ta quân Pháp vô tình. Rõ, Chư tướng chắp tay lĩnh mệnh, chương 1046, dùng thân làm mồi một, một. Sau đó, một tướng hỏi, "Đại tướng quân, chúng ta làm như vậy, quân yến không nắm rõ tình hình, có thể bỏ mặc chúng ta rồi tiếp tục việc bọn họ đang làm không?" Trần Thiếu Thông khoát tay, "Tình hình cho tới bây giờ đã rất rõ ràng, Mông Sơn Minh chính là muốn phá tan việc hòa đàm tốt này của nước Tống, sau đó Tống sẽ chống lại Hàn, bởi vậy đại bộ phận nhân mã của ông ta tất nhiên sẽ muốn quay lại trận đánh nhân mã của đại đô đốc không cho quân ta vượt sông rút lui." không tiêu diệt chúng ta, quân Yến không có cách nào yên tâm chấn giữ đô phòng ngự để chặn đánh đại đô đốc, bọn họ sợ chúng ta tập kích ở phía sau. Trước mắt quân Yến bao vây chúng ta chỉ là án binh bất động, chỉ cần vẫn còn như thế, thì chứng minh bọn họ không có ý mặc kệ quân của chúng ta. Một tướng lĩnh khác hỏi, vậy chúng ta kéo dài như vậy đến bao giờ? Trần Thiếu Thông cười khẩy, ta chọn chỗ này cố thủ, chính là đã chuẩn bị cho sự kéo dài này, chúng ta kéo dài, mông sơn minh không chờ. Hiện tại quân Yến bất động, chỉ là không nhìn ra nước đi của chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi chờ xem không được bao lâu quân yến sẽ thử dò xét tính công kích của quân ta muốn biết mực độ của chúng ta đến đâu mà mông sơn minh này cũng sẽ không đánh trận trong sự mơ hồ đâu không thăm dò tình hình thì trong lòng ông ta sẽ không an tâm đây chính là bệnh chung của những người thông minh cho nên lúc công kích thăm dò mông sơn minh sẽ rất có thể đích thân xem cuộc chiến chư vị có biết điều này có nghĩa là gì không mọi người nhìn nhau Ngón tay Trần Thiếu Thông nhấn mạnh vào mặt bàn, chúng ta bất động thì thôi, chỉ cần khẽ động thì nhất định phải đánh một kích mạnh vào quân yến, nếu có thể, chư vị nhất định phải hết sức xuất kích, chúng ta giấy có thể đánh một trận có thể giết chết Mông Sơn Minh ở đây. Mông Sơn Minh lừa giết 600.000 binh sĩ của nước tống ta. Trên dưới nước ta căm thù đến tận xương tủy, nếu ta có thể chu sát được người này, vậy thì sẽ là công lao vĩ đại. Đến bước này, quân yến như rắn mất đầu, tất sẽ loạn đây cũng nguyên nhân ta cố làm ra vẻ bí ẩn cố thủ ở đây chính là muốn dụ mông sơn minh đến đây chưa tướng nghe vậy phấn khởi không thôi từng người sắn tay áo lên rõ ràng đều rất vui mừng mọi người đều biết bối cảnh của vị này nếu thật sự có thể giết mông sơn minh có thể tưởng tượng được tiếng hô trên triều đình tất nhiên công lao nhiều vô cùng xem không hiểu mông sơn minh và cả xe đẩy được đưa lên núi đích thân tới vòng vây tuyến đầu của đại quân để kiểm tra tận mắt quan sát trận thế bảy binh bố trận một phen vẫn không nhìn ra có gì lạ nhưng vẫn có điều khiến ông khẽ gật đầu khen ngợi bố trí binh lực đúng là rất có kết cấu người có thể được tử bình hưu chọn làm con rể trong quân tống quả thực không phải hạng người bình thường tô khải đồng nói có lời đồn rằng trần thiếu thông thành cũng nhờ tử bình hưu bại cũng vì tử bình hưu nói như vậy nhưng thực ra năng lực năm đó của trần thiếu thông cũng không kém gì la chiếu chỉ là không được may mắn như la chiếu từng có người nói Lúc trước vì một chuyện mà phải chịu nhục, bối cảnh không đủ mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, Âu sầu thất bại, cho nên Trần Thiếu Thông mới đồng ý làm con rể của Tử Bình Hưu. Còn có cách giải thích là, Tử Bình Hưu coi trọng y, y không theo, sau đó bị nhục thực ra chính là do Tử Bình Hưu ngầm ra tay trong tối, ép Trần Thiếu Thông phải thừa nhận hiện thực. Lời đồn còn có tin tức, nói là Trần Thiếu Thông ban đầu từ chối, Tử Bình Hưu cũng nghe lời khuyên của mưu sĩ bên cạnh, coi như thôi. Thế nhưng con gái Tử Bình Hưu nghe nói đối tượng mà mình gả cho không ngờ lại từ chối cưới mình, cô ta tức giận không nhịn được đã lén lút chạy đi gây sự, kết quả là vừa gặp đã thương, ái mộ vẻ oai hùng bất phàm của Trần Thiếu Thông. Vị đại tiểu thư kia lập tức náo loạn đòi chết đòi sống, nhất định đòi gả cho Trần Thiếu Thông bằng được. Cuối cùng Tử Bình Hưu không còn cách nào, đành phải sử dụng thủ đoạn ép Trần Thiếu Thông khuất phục. Trương Hổ kinh ngạc nói: "Ta nói này lão Tô, ngươi lại còn quan tâm đến chuyện chó má này à?" Tô Khải Đồng ha ha nói, sau khi nghe nói có vị này xuất trinh, ta cũng không thể mù quáng, cũng phải cho người tìm hiểu một phen, tiện thể nghe ngóng. Nói chung, bất kể lời đồn đại là thật hay giả, sau khi Trần Thiếu Thông kiếm cái được ô to tử bình hưu này đều có lợi và hại, cấp bậc được thăng lên. Có điều, có người nói rằng y ở trong quân khá bị xa lánh. Tống Hoàng không muốn bàn tay của tử bình hưu thọc vào quân đội quá sâu, nên những năm nay hầu như y vẫn chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn tản trong quân, có lực mà không được dùng nghe nói lần này nếu không phải bị chúng ta công vào còn chưa tới phiên trần thiếu thông này ló đầu ra trương hổ dương mắt nói bài binh bố trận quả có chút kết cấu chỉ là tinh khí thần của nhân viên không thể so sánh với quân đội giang phòng vừa nhìn đã thấy không cùng đẳng cấp tô khải đồng chắp tay với mông sơn minh nói đại soái mà tướng đã chuẩn bị kỹ càng dưới trướng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hiện giờ thử xem trình độ của y ra sao chăng mông sơn minh hơi trần chờ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói Cẩn thận một chút, cũng hết cách rồi, dù thế nào cũng phải thử một lần, không thể nào để người ta ra vẻ bí ẩn hù dọa mãi. Trung Quy vẫn phải nghĩ cách đá rơi chướng ngại vật này xuống. Đại Soái yên tâm, chỉ là thăm dò, nếu thật sự phát hiện bên kia chỉ cố ra vẻ bí ẩn, ta sẽ thừa cơ diệt y. Tô Khải Đồng nói xong lập tức quay lại, nói với phó tướng: "Truyền lệnh, tiến hành tấn công theo kế hoạch." "Vâng," phó tướng nhận lệnh rời đi, rất nhanh, một nhánh quân từ trong núi rừng lao tới bên quân tống không phải mù lập tức phát hiện động tĩnh lạ thường tiếng kèn lệnh ù ù vang lên quân tống trong núi bất lão nghe thấy tiếng tù và cảnh báo tức khắc có chuyển động mau chóng chuẩn bị phòng ngự dựa theo bố trí trước đó trần thiếu thông đang ở trong lều nghe thấy tiếng báo động cũng cấp tốc chạy ra ngoài trướng bồng có tướng lĩnh cấp tốc chạy tới báo đại tướng quân quân yến phát động tấn công trần thiếu thông nhìn về hướng người kia chỉ nhìn thấy một đội quân lao ra thấy quân tống đã phát hiện bên mình tô khải đồng vung tay lên tiếng trống tùng 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 bên này tức thì vang dậy như sấm. Giết, một nhánh quân do 50.000 binh sĩ tạo thành cao giọng hô giết sông lên. Phía trước là trận khiên, đằng sau là hàng loạt người sách theo các tấm gỗ làm bè đơn giản. Mấy chục nghìn người dơ ván gỗ lên chạy theo trận khiên, xung kích về phía trước. Tuyến đầu quân tống có đảo chiến hào sâu, trong chiến hào cắm đầy cọc gỗ vắt nhọn, mà đằng sau lại là hàng rào trông cản ngựa. Một loạt cung thủ quân tống xuất hiện, sau tiếng quát bắn tên của quan chỉ huy, tức thì mưa tên bay tán loạn, không khí dường như cũng rung lên. Lít nha lít nhít mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn lên khiên lêu lạch cạch, tiếng va chạm rào rào rất chói tai. Những tấm ván gỗ liên tục vang lên tiếng độc độc gấp gáp, chớp mắt đã bị bắn thành nhím. Người dưới ván gỗ đã tránh ra, cũng là cung thủ, đặt tên lên dây kéo căng, dương cung bắn ra, vừa chạy vừa bắn. Vừa sung kích vừa giáng trả, tấm khiên, ván gỗ, cung thủ phối hợp thành thạo, có phải quân đội tinh nhuệ hay không, đây chính là lúc thể hiện. Cho dù giữa rất nhiều ván gỗ để hở ra đầu người bị mũi tên của quân địch bắn nằm xuống đất, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của quân yến. Nhìn thấy binh lính đã bắt đầu xuất hiện thương vong, Tô Khải Đồng đang quan sát từ xa bệnh quay hàm lên, rất căng thẳng. Trần Thiếu Thông mặc chiến giáp toàn thân đứng trên đỉnh núi, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt cũng căng thẳng, khẩn trương quan sát chiến trường công phòng. Chương 1047, dùng thân làm mồi hai y có thể thấy được tố chất tác chiến của binh lính phòng ngự khác biệt rất lớn so với quân địch quân địch xung phong dùng thế tấn công với địa thế thấp hơn trận thế xung phong không loạn chút nào mà bên mình là phe thủ sau khi mũi tên của quân địch bắn tới gây tổn thương cho quân mình trận phòng ngự rõ ràng xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn đốc quân chấp pháp áp trận giết tại chỗ những người này mới ổn định được trận tuyến quân yến vọt qua khoảng đất bằng giữa hai núi chống đỡ đến thẳng chiến hào thuẫn bài thủ cấp tốc dùn người khom xuống nhường đường cho phía sau binh lính phía sau nâng ván gỗ lập tức hợp lực ném ván gỗ ra xa gác thẳng lên chiến hào có ván gỗ ném vượt qua cả đầu nhưng không sao đã sớm tính được sẽ có sai lầm xuất hiện nên phía sau ván gỗ có móc dây thừng người phía sau kéo dây thừng lại gác ván gỗ lên bờ hàng phía trước xung kích trước hàng phía sau sẽ hạ thấp người thuẫn bài thủ bên cạnh sẽ lập tức giơ khiên sông lên cầu bằng ván gỗ phóng về phía bờ bên kia không đơn giản hẳn là quân đội tinh nhuệ của nước tống từ xa nhìn tình cảnh này, Trần Thiếu Tông thầm nói. Tu sĩ trợ chiến ở tuyến đầu của quân Tống sao có thể trơ mắt nhìn quân địch thực hiện, lập tức chém ra từng đạo kiếm khí, hoặc đánh rơi người vào tới xuống chiến hào, hoặc là thẳng thừng chém đứt cầu gỗ. Từng tốp quân Yến rơi xuống chiến hào bị cọc gỗ đâm xuyên, kêu lên từng tiếng thảm thiết. Tu sĩ quân Yến cũng không yếu thế, lao lên, hoặc đánh nổ bùn đất lấp đầy chiến hào, hoặc bay người lên chém giết với tu sĩ ở trận doanh của đối phương, mở đường cho quân đội phía sau trình độ tinh nhuệ của quân đội hai bên không thể so sánh với nhau. Phòng tuyến quân Tống rất mau rơi vào rối loạn, nhóm lớn quân Yến đánh vào trong khu vực phòng thủ của quân Tống. Mắt thấy toàn cảnh, Trần Thiếu Thông sắp nổ cả mắt, đốt ngón tay trắng bệch vì bóp quá chặt. Trước khi phòng vệ đã xây dựng thật tốt công sự phòng ngự, số lượng binh lính cũng hơn xa đối phương, vậy mà phe địch chỉ cần một làn sóng xung kích đã công phá phòng tuyến. Y nghiến răng nghiến lợi mắng, một đám rác rưởi, phó tướng bên cạnh gấp gáp hỏi, đại tướng quân hạ lệnh đi trần thiếu thông quét mắt về phía cờ chủ tướng đang dựng thẳng ở ngọn núi phía trước cả giận nói gấp cái gì chờ một chút mấy trăm nghìn người còn không ngăn được mấy chục nghìn người hay sao phó tướng la lên đại tướng quân người bên chúng ta nói trắng ra chỉ là lũ ô hợp mạnh mẽ chống cự chỉ mang tới thương vong to lớn có thể giả bộ bại lui cũng được mà trần thiếu thông quát mắng thứ khốn kiếp câm miệng cho ta quân địch rõ ràng đã dùng trọng binh vây kín chúng ta hoàn toàn có thể tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu, vì sao chỉ phái mấy chục nghìn người tấn công. Thăm dò, đây chỉ là công kích thăm dò thôi, có hiểu không? Người ta chính là đang nhìn chằm chằm cha xét đầu mối bên ta, giả bại. Tình huống này còn giả bại, người khinh quan chỉ huy phe địch toàn lũ ngu si không nhận ra được sao. Dùng toàn lực giáng trả, bại cũng phải bại thực sự cho người ta xem, bằng không chỉ động một cái cũng sẽ dọa chạy người ta mất. Y chỉ vào mũi phó tướng ta dùng thân làm mồi không phải là muốn mấy chục nghìn quân lính của địch này. Bảo đám rác rưởi kia đứng vững vào, trước hết để chúng thấy máu, để chúng giết đỏ mắt đi rồi mới có dũng khí truy sát, bằng không đều là tôm chân mềm hết. Truyền lệnh, toàn lực chống đỡ, kẻ trái lệnh chém. Vâng, phó tướng nhắm mắt nhân lệnh, xoay người truyền đi mệnh lệnh tàn khốc này. 100.000 dân phu phía sau nhìn thấy thế trận lập tức sợ đến run lẩy bẩy. Quân đội bên này không đủ số lượng nên đã thu thập 100.000 dân phu đảm nhiệm công tác hậu cần theo sau quân, trợ giúp vận chuyển lương thực các loại. Mắt thấy trong núi có rất đông quân đội nước Yến lao ra, vây công công phá phòng tuyến, Trần Thiếu Thông nhìn chằm chằm về phía trận hình chỉ huy của quân Yến, sau đó quay lại hỏi. Xác nhận sẽ không đả thương quân phe ta chứ? Bên cạnh y là một tướng lĩnh mặc chiến giáp đã dịch dung, từ tốn nói. Đại tướng quân cứ yên tâm, trong mấy ngày nay đã rắc bí dược vào thức ăn của đại quân, dược tính đã thẩm thấu vào cơ thể binh lính trên người có mùi đặc biệt tỏa ra những thứ đó sẽ không tấn công người dưới trướng đại tướng quân đại tướng quân đã tự mình thí nghiệm vì sao vẫn chưa yên tâm trần thiếu thông khẽ vuốt cằm hít một hơi thật sâu không phải là y không yên lòng mà là muốn xác nhận nhiều lần đây là chiến trường chém giết không chịu nổi sai lầm y yên lặng nhiều năm thật vất vả mới có cơ hội này không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào bằng không bất kể đối với nhạc phụ hay đối với bản thân y đều không thể trả lời được. Trương Hổ Quan Chiến tính toán một lúc, sau đó nhìn chiến trường nói: "400.000 quân, sợ là đã tập trung một nửa để chống đỡ đội quân thăm dò của chúng ta. Không giống như lừa gạt, xem ra lão già nhép Trần Thiếu Thông kia quả thật đang cố làm ra vẻ bí ẩn." Tô Khải Đồng cũng lập tức chắp tay nói với Mông Sơn Minh: "Đại soái, có gian trá hay không cũng không giấu được. Hiện tại phe địch đã tập trung lượng lớn quân lính chống đỡ phe ta." sức phòng ngự của phòng tuyến chung quanh đã không đủ. Sức chiến đấu của bầy ô hợp này cũng chỉ đến vậy. Chúng ta có thể phát động tấn công toàn diện, tiêu diệt 400.000 quân này trong một lượt. Ông ta cũng có phần cuống rồi, mấy chục nghìn lính đối mặt với vòng vây quân địch đông gấp chục lần, nếu không tăng cường bổ sung sức tấn công cho quân lính, cho dù có thắng, mấy chục nghìn người kia cũng sẽ tử thương nặng nề. Cũng không thể lui lại vào lúc này, vì đã thăm dò ra trình độ của quân địch. Hiện giờ lui về tương đương với kiếm củi 3 năm thiêu một giờ, các huynh đệ đã hy sinh vì thăm dò lúc trước sẽ hy sinh uổng phí. Mông Sơn Minh cao mày, cung lâm sách bên cạnh không lên tiếng quấy dày, chỉ nghiêng đầu theo dõi Mông Sơn Minh, hiểu rằng Mông Sơn Minh đang gặp tình huống do dự ít khi thấy được. Đại soái có thể phát động tiến công toàn diện rồi. Trương Hổ cũng phụ họa, Mông Sơn Minh cuối cùng vẫn gật đầu, ra lệnh, tiến công đi, cho dù lòng mang nghi ngờ, nhưng đã thăm dò đến độ này, quả thực không nhìn ra quân địch có gì gian trá. Tô Khải đồng lộ vẻ mừng rỡ, lập tức quay đầu hạ lệnh. Lệnh cho lính của ta tức khắc phát động tiến công toàn diện. Vâng, phó tướng nhận lệnh, cấp tốc truyền đi. Rất nhanh, quân đội Châu Hảo đang chờ lệnh ở phía sau hợp lực với quân đội triều đình có tổng cộng khoảng 500.000 người, từ bốn phía lao xuống khu vực rừng núi này. Tiếng chống trận rầm rập vang vọng quanh núi bất lão, lượng lớn binh lính từ khắp bốn phương tám hướng lao ra, xông qua vùng bình nguyên, nhằm thẳng về phía vòng vây núi bất lão, tiếng la ó chém giết rung trời. Đại tướng quân, quân yến phát động tiến công toàn diện phó tướng bên kia lại chạy tới báo ta không phải thằng mù thấy rồi trần thiếu thông ngó nghiêng xung quanh khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn không tiếc đánh đổi rốt cuộc đã khiến quân yến mắc câu ở quy mô lớn y quay mạnh đầu về phía tướng lĩnh đã dịch dung bên cạnh lạnh lùng nói bắt đầu đi tướng lĩnh dịch dung gật đầu xoay người ra hiệu cho tiểu đội đi theo mình trong tiểu đội có người thả bốn con kim xí ra sáu người khác tản ra chung quanh đỉnh núi đối mặt với bốn phương tám hướng từng người lấy ra sáo xương. Sáo xương trong tay sáu người đều khác nhau, bắt đầu được thổi lên. Có tiếng ù ù, có tiếng tắc tắc, còn có âm thanh nhỏ rất khó phân biệt. Hơn trăm nghìn dân phu trên núi bất lão đầu tiên là hoảng loạn cả lên, có người hô to. Rắn, rất nhiều rắn, mà đâu chỉ có rắn, còn có rất nhiều con chuột từ khắp các xó xỉnh, hốc hác chui ra. Đủ loại sâu bọ, kiến côn trùng cũng lúc nhúc bò ra từ trong núi, càng ngày càng nhiều. Đủ loại chuột bọ côn trùng, rắn giết hiện thân, người thấy mà tê cả ra đầu. chương 1048, quân Yến thảm bại. Dân phu la hét hoảng loạn không có chỗ để trốn, nhưng họ mau chóng phát hiện, chỉ cần mình không chạy loạn, những con chuột bọ, rắn giết kia cũng sẽ vòng qua họ. Điều này khiến họ vừa sợ vừa hiếu kỳ, dường như toàn bộ rắn chuột, côn trùng trong núi bất lão đều bò ra hết, dần dần hội tụ thành thủy triều tràn lan ra khắp nơi. Ngay cả chiến trường đang giao chiến cũng không ngừng có chuột bọ rắn giết bò ra lổm ngồm song phương đã giết đỏ cả mắt, mới đầu không ai coi là chuyện gì to tát, đến lúc phát hiện ngày càng có nhiều sâu bọ, song phương bắt đầu rối loạn. Không ngừng có rắn rết chạy tới cắn, không ngừng có chuột điên lao lên người cắn xé, không ngừng có kiến bò lên thân người, bò vào trong quần áo đốt cắn. Hơn nữa, còn có lũ sâu chỉ thích chui vào lỗ tai, lỗ mũi. Cảm giác ấy khiến con người ta phát điên, có người cuống quyết chân đá tay đập, có người tránh né, có người nhảy nhót loạn lên. Tiến công, Trần Thiếu thông quan chiến trên núi lập tức gầm lên, quân tống ban đầu bị ép phải tham chiến không quan tâm đến chuột bọ, rắn rết quấy rối mà tiến công. Độc quân chấp pháp bắt đầu giết người rồi, quân tống bị bước ép rất bất đắc dĩ nhưng lại có phát hiện mới, thấy chuột bọ côn trùng kia căn bản không hề tấn công họ, chỉ công kích tướng sĩ quân Yến. Phát hiện này khiến sĩ khí đại chấn, quân Yến đại loạn, lại càng luống cuống tay chân, quân tống thừa cơ mà giết, không chỉ là chuột bọ côn trùng rắn rết, trên không trung ngày càng nhiều các loại chim xuất hiện. Các loài chim bay tới, đánh về phía tướng sĩ quân Yến. Trên dưới rằn vặt, lại bị quân tống chính diện chém giết, quân Yến đã không còn lực lượng chống đỡ. Tình hình trận chiến trong nháy mắt nghiêng về một phía, Trần Thiếu Thông rút kiếm chỉ về phía đầu mối chỉ huy của quân Yến. Mông Sơn Minh rất có thể sẽ ở phía đó, chư vị, xin nhờ. Một đám tu sĩ bay lên không, họ lao thẳng tới vị trí cờ chủ tướng của quân địch. Tô Khải Đồng kinh ngạc đến ngây người, quân đội trong tay toàn diện xuất kích, vừa vây núi bất lão lại đã rơi vào tình trạng này. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỗ bọn họ cũng có rất nhiều rắn giết côn trùng xuất hiện, trên không cũng có vô số con chim nhào xuống liều mạng tập kích. Bên cạnh có rất đông tu sĩ hộ vệ, những quấy giày này thực sự không ảnh hưởng gì đến các tướng lĩnh cao cấp như họ. Tu sĩ sẽ xử lý, thế nhưng, các tướng sĩ dưới trướng thì không thể tốt như vậy, chỉ có thể vung tay múa chân chém chặt lung tung, đánh loạn cả lên. Lui, tay vịn ghế, tay vung lên, Mông Sơn Minh Kiên quyết hét một tiếng. Cung Lâm sách canh giữ bên cạnh ông, tự mình hộ vệ, lập tức vung tay áo quét bay vài thứ, sắc mặt tái xanh. Đàn ông không biết từ đâu tới, gặp người liền bu lại. Tiếng keng keng vang lên, chuông thu binh, quân yến bắt đầu điên cuồng lui về. Người chạy người bò, người va người, đây không phải phương thức rút lui bình thường, hỗn loạn hoàn toàn. Có người bị rắn độc treo lên cắn, không chạy được bao xa đã sủi bọt mép, loạn choạng ngã xuống đất dần dần lại có mãnh thú chạy tới từ phía mà họ đang lui lại. Năm, sáu con mãnh hổ gầm gừ nhảy vào đám đông, đánh gục người là lập tức há miệng cắn xuống. Thêm cả bầy sói như điên lao vào đoàn người cắn xé. Quân tống thoải mái tay chân chạy phía sau thấy người là vung đao chém, thẳng một đường dễ như ăn cháo. Vào giờ phút này, quân Yến có thể nói là rơi vào cảnh hỗn loạn toàn diện. Không chỉ binh lính hỗn loạn, ngay cả kim sĩ cũng quay về đánh người mình, muốn gọi chim cỡ lớn đến tiếp ứng cũng không được một nhóm tu sĩ nước tống vào tới, nhìn thấy mông sơn minh, tuy không nhận ra, nhưng cái xe đẩy kia quá dễ phân biệt, lập tức nhào tới vây công. Đi, cung lâm sách gầm lên, tự mình kéo mông sơn minh, dần các tu sĩ nước yến vừa đánh vừa rút lui. Trong lúc nhất thời, bảo vệ mông sơn minh trở thành chuyện quan trọng nhất của các tu sĩ. Tướng sĩ phía dưới không thể quản được, quá nhiều người, lại không có nhiều tu sĩ. Kim sĩ không thể thả ra ngoài, ngay cả gọi cứu viện cũng không được, chỉ có thể để tu sĩ rời đi tìm cứu binh. Một đám tu sĩ che chở mông sơn minh chém giết lao ra khỏi khu vực rừng núi. Tu sĩ nước tống đuổi tới khu vực Bình Nguyên vẫn không chịu từ bỏ, truy sát kéo dài. Vì trận chiến này, Trần Thiếu Thông đã chuẩn bị trước, sắp xếp không ít cao thủ, hiển nhiên đã nhất định phải chu diệt bằng được mông sơn minh. Tu sĩ nước Yến muốn mang theo tướng lĩnh quan trọng thoát thân, nhưng mang theo người sẽ bị giảm tốc độ, nhất thời khó thoát khỏi truy sát những tu sĩ nước Yến khác đang khổ sở chống đỡ trong quân đội chưa hầu nhận được tin khẩn cấp liền gấp rút tới tiếp viện, mới tiếp ứng thành công, ép lui tu sĩ quân tống, cướp lấy cơ hội thoát thân cho mấy người mông sơn minh. Những tướng lĩnh quan trọng đã thoát thân, thực ra là vứt lại mấy trăm nghìn quân lính trong tay để chạy trốn. Bọn họ chạy trốn, mấy trăm nghìn người kia lại không được may mắn như vậy, bị chim bay cá nhảy, độc trùng quấn lấy, phía sau còn có truy binh đuổi giết, kết cục có thể tưởng tượng được. Nơi hoang dã, một nhánh kỵ binh quân yến mấy nghìn người chạy tới, dừng lại. Mông Sơn Minh ngồi trên lưng ngựa, mặt không hề cảm xúc nhìn phương hướng giao chiến. Tô Khải đồng trợn mắt muốn nứt, chống kiếm đứng, nhìn binh lính thưa thất trốn được từ chiến trường chạy về. Trừng 500.000 người, đến cuối cùng chỉ hơn trăm nghìn người trở về. Có người vừa về đến nơi đã ngã xuống, sắc mặt xanh đen co giật, bị rắn độc cắn, độc phát ra. Còn có người mặt sưng phù như đầu heo, hoặc tay chân sưng đỏ, bị ong độc trùng độc cắn, tu sĩ cấp tốc tiến lên kéo những người kia đi cấp cứu. Chờ đến viện quân từ phía sau chạy tới, nhưng đã không còn thấy còn có tướng sĩ quân Yến tham chiến trở về nữa, mọi người biết, sợ là không còn về được. Bên này thậm chí không còn dám phái ra chim cỡ lớn bay qua điều tra tình huống, sợ là loài chim cỡ lớn bị khống chế. Hai con phái đi lúc trước đã không quay về nữa, 500.000 quân vậy là không còn. Tô Khải đồng chống kiếm quỷ bịch gối xuống cỏ, mặt nhìn hướng chiến trường, môi run cầm cập. Đời này, đây là lần đầu tiên ông ta vứt bỏ mấy trăm nghìn tướng sĩ chạy trốn, khóc không ra nước mắt. Trưởng lão Trầm Ngộ Hồng của Tiêu Giao Cung tiếp nhận thế lực Châu hạo hiện nay giận đến sắp cắn nát cả răng, oán hận lường Tô Khải Đồng, có mùi vị hận vì không tranh. Không phải giận vì không biết tranh lên, mà giận vì không biết tranh lùi. Cứ nhất định phải đòi ra tay trước, kết quả là chỉ bằng một trận chiến này, quân đội xuất trinh từ Châu hạo gần như toàn quân bị diệt. Trên lưng ngựa, mông sơn minh xanh mặt lên tiếng, chim bay cá nhảy, chuột bỏ côn trùng rắn giết như nước thủy triều xuất hiện trợ giúp quân tống, không biết vị Pháp sư nào có thể nói cho lão phu là chuyện gì. Cung lâm sách gần từng câu lạnh lùng nói, vạn thú môn, mông sơn mình cũng có này suy đoán, nhưng có nghi vấn. Không phải xưa nay vạn thú môn không tham sự tranh đấu giữa các nước sao? Cơ mặt cung lâm sách giật giật, ông ta nào biết là nguyên nhân gì? Mông Sơn Minh lại hỏi, có thể có biện pháp hóa giải? Cung lâm sách, chờ nghĩ biện pháp, Mông Sơn Minh đưa mắt nhìn phía giao chiến, chậm rãi nói. Trần Thiếu Thông này quả nhiên có chút bản lĩnh, tuy việc mà xét, tất nhiên Trần Thiếu Thông được Kỳ binh giúp đỡ, nhưng tiêu diệt 500.000 quân nước Yến trong một lượt vẫn là vì cái bẫy của Trần Thiếu Thông. Bằng không, số chuột bọ rắn giết kia rất khó có thể tạo thành thương vong to lớn như vậy. Nếu giao chiến trên vùng bình nguyên, đối phương rất khó có thể gọi tới nhiều côn trùng độc kiểu đó. Chỉ nghĩ cũng biết, muốn có quy mô độc trùng lớn như vậy là phải được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Có thể thấy được từ lúc đó, Trần Thiếu Thông đã có chủ ý, muốn tiêu diệt lượng lớn quân đội nước Yến một lượt, vì thế không tiếc cho tướng sĩ bên dưới chịu chết dụ địch. Cuối cùng, họ bị lừa rồi, để Trần Thiếu Thông thành công. chương 1049, mọi việc phải có chứng cứ một. Lui, mông sơn minh đẩy vật cưỡi, quyết đoán hạ lệnh rút lui. Còn về chuyện tiêu diệt quân tống, trước khi không thể giải quyết kỳ binh của đối phương thì đừng có mơ. Người ta không chủ động tìm ngươi gây chuyện là may, còn muốn vây công người ta đại tướng quân hộ vệ bên cạnh mông sơn minh có quá nhiều cao thủ thậm chí ngay cả trưởng môn tử kim động là cung lâm sách của nước yến cũng ở bên cạnh ông ta đã để ông ta chạy thoát tu sĩ nước tống trở về một người tới trước trần thiếu thông chắp tay xin lỗi có thể giết mông sơn minh hiển nhiên là tốt bên cạnh ông ta có nhiều cao thủ bảo vệ là tất nhiên để ông ta chạy trốn cũng không ngoài dự tính lưu trưởng lão và các vị pháp sư đã tận lực rồi cho dù trần thiếu thông ngầm cảm thấy vô tận tiếc nuối nhưng vẫn chắp tay an ủi mọi người. Y nhìn thấy không ít tu sĩ bị thương, còn có người bị thương nặng phải khiêng về, tổn thất không nhỏ. Trên chiến trường, thủy triều rắn giết chuột bọ, chim chóc dần tản đi. Trần Thiếu Tông dẫn người dò xét, thấy chất đầy đồng. Cuối cùng, kết quả kiểm kê đã có, trận này diệt địch gần 500 nghìn, mà bên họ cũng tổn thất gần trăm nghìn binh mã. Quân Yến thảm bại, có tướng lĩnh quân Tống Hưng phấn nói. Đại tướng quân, vì sao không thừa thắng xông lên? cơ hội thắng lớn như vậy đã không còn rồi. Trần Thiếu Thông ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng y hiểu rất rõ, muốn dùng phương thức tác chiến truy kích, rắn giết côn trùng lại không thể chạy theo, không phát huy được tác dụng, mà với tố chất binh mã bên này còn muốn đuổi theo để tự sát hay sao? Muốn mê hoặc rồi lại dẫn người ta vào bẫy là không thể nào, người ta đâu có ngu như vậy. Đây chính là nguyên nhân mà y không tiếc cái giá thương vong to lớn để dụ địch. Cơ hội tương tự sẽ không thể tái diễn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải đánh cho quân Yến trọng thương, vừa tiêu diệt lượng lớn quân địch, vừa đả kích tinh thần địch thật nặng, khiến quân địch không còn dám dễ dàng trêu chọc y. Ban đầu y đã không hy vọng dựa vào đám người ô hợp này để tiêu diệt hơn 2 triệu tinh nhuệ quân Yến. Đánh một trận thắng thật đẹp đẽ đã có thể trả lời từ trên xuống dưới, ngăn cản, kéo dài quân Yến cho tới lúc quân đội la chiếu thuận lợi đến mới là điều cần thiết. Có một trận uy hiếp, tiếp theo y mới dám dẫn đám người ô hợp này cắn chặt phía sau quân Yến. Trong rừng, Nghe tin tức công tôn bố truyền tới, như hữu đạo chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nói. Thảm bại, vạn thú môn ra tay rồi, hắn thực khó tin nổi. Mông Sơn Minh Năng trình thiện chiến như vậy lại bị mấy trăm nghìn quân ô hợp của quân tống đánh cho thảm bại. Đúng, một trận chiến đã tổn thất 500 nghìn binh mã, tự ngươi xem đi. Quản phương nghi giao thư tín cho hắn, buông tiếng thở dài. Như hữu đạo xem tình huống cặn kẽ trên giấy xong liền cau mày, thầm thì. Sao vạn thú môn lại tham gia chiến tranh? viên cương bên cạnh nói đạo gia để ta thử một chút nghiêu hữu đạo nhìn hắn ta biết hắn ta có ý gì viên cương muốn thử năng lực ngự thú của mình xem có thể chống lại vạn thú môn hay không trợ giúp quân yến một phen hầu tử giải quyết vấn đề không nhất định phải dùng cách đánh giết nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài viên cương đạo gia chiến lược của mông soái thế nào ngài cũng biết trận chiến này quả thực quá quan trọng đối với nước yến không thể thua được ta có thể thử xem cũng có thể giúp việc như hữu đạo đối diện với hắn ta quản phương nghi hết nhìn người này lại nhìn người kia lo lắng hai người sẽ tranh chấp như hữu đạo quay đầu lại ra hiệu cho bà ta ý muốn bà ta tránh đi một chút quản phương nghi mím môi có vẻ không vui nhưng vẫn vung vẩy quạt tròn lắc mông tránh đi bên cạnh không còn ai khác như hữu đạo hỏi giúp việc giúp thế nào ngươi áp chế được vạn thú môn sao viên cương ta không nói áp chế vạn thú môn chỉ cần có thể áp chế đám chim chóc rắn rết trên chiến trường là được. Ngưu Hữu Đạo, biểu lộ ra năng lực của ngươi, thể hiện ngươi có thủ đoạn đối kháng với vạn thú môn sao? Viên Cương, đạo gia, ta không định biểu lộ gì cả. Ngưu Hữu Đạo, không có ý, sao không né tránh? Cho dù ngươi có thể thành công, ngươi phá vốn đặt chân của vạn thú môn, ngươi có biết bản thân ngươi sẽ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hay không? Viên Cương, ta không qua đó thử, chẳng lẽ phải nhìn mông soái chiến bại hay sao? Hầu tử, Nhiêu hữu đạo hơi dùng sức chống kiếm xuống đất, có vẻ tâm lực tiều tụy nói. Ngươi làm sao còn chưa hiểu, chúng ta đã bị người ta theo dõi chầm chầm, ngươi quên chuyện bách lý yết rồi sao, ngươi không biết bây giờ có bao nhiêu chuyện dính dáng đến chúng ta. Chuyện xích dương chu quả ở băng tuyết các đã đồn là có liên quan đến chúng ta, phiêu miếu các theo dõi vân cơ, kết quả vân cơ lại dính líu đến chúng ta. Đúng, có một số việc không có chứng cứ chứng minh có liên quan trực tiếp với chúng ta, nhưng nếu từng việc từng việc tích lũy lại, nhiều lần bị người ta chú ý đến, người nghĩ phiêu miếu các là lũ ngu sao. Viên cương sửng sốt, cũng kinh sợ, dường như bị một câu nói của Ngưu Hữu Đạo thức tỉnh. Ngưu Hữu Đạo tận tình khuyên nhủ, hầu tử, nên làm có thể làm, nên biết điều cũng nhất định phải biết điều. Không đến lúc bất đắc dĩ, tận lực tránh làm bại lộ thứ đáng giá của chúng ta mà thế giới bên ngoài đang tìm kiếm. Giống như thanh kiếm trong tay ta đây, có thể ngăn cản một đòn của thánh la sát, nhưng xưa nay không dễ dàng ra khỏi vỏ, vì vậy không ai biết nông sâu của ta người có hiểu ý của ta hay không viên cương trầm mặc hắn ta cúi đầu nói bên mông soái phải làm sao bây giờ hồng nương nghiêu hữu đạo lớn tiếng gọi nghe thấy tiếng gọi quản phương nghi đi từ trong rừng ra nhìn hai người tức giận nói chuyện gì đi theo ta một chuyến mặt khác đưa tin cho mông sơn minh công tôn bố tiến vào quân chướng lâm thời liếc nhìn mọi người sắc mặt khó coi đang tụ tập vòng sang bên tới bản chính Nhỏ giọng nhắc nhở Mông Sơn Minh đang ngồi sau bàn. Mông Soái nói rồi, y đưa một tờ giấy ra. Mông Sơn Minh liếc nhìn y một cái, nhận thư mật kiểm tra, nhìn kỹ xong liền khẽ nhíu mày. Tin là của Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo nói hắn đã biết tình huống chiến bại, hỏi ba đại phái bên này có biện pháp xử trí hay không. Nếu không có, vậy hãy làm theo ý của Ngưu Hữu Đạo. Nếu không chắc chắn đánh được quân Tống, Ngưu Hữu Đạo bảo ông tạm hoãn giao chiến với quân Tống đánh vu hồi làng tránh chiến đấu, cho nghiêu hữu đạo mấy ngày. Mấy ngày sau, hắn sẽ cho mông sơn minh một câu trả lời chắc chắn. Tuy không biết nghiêu hữu đạo có biện pháp gì giải quyết việc này, có điều sau khi đọc tin này xong, xây dựng ở tín nhiệm trước nay đối với nghiêu hữu đạo, mông sơn minh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Ông hiểu, nghiêu hữu đạo muốn ra tay rồi. Xem xong tin, mông sơn minh tiện tay cuốn lên, đưa lên ngọn nến đốt, thiêu hủy trước mặt mọi người. Trải qua mấy lần thông tin qua lại, trong lòng ông đã có phán đoán. Xét về mặt thời gian, Nghiêu Hữu Đạo hẳn vẫn ở gần ông, chỉ ít là không xa, chỉ là vẫn ẩn núp không lộ diện. Người như thế thực sự nhiều ý nghĩ quỷ quyệt, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Đương nhiên, từ lâu ông đã quen thuộc với phong cách khiến người ta không kịp suy nghĩ của vị kia. Mọi người trong lều đều quay sang nhìn nhau, không biết trong lá thư bị đốt kia có viết gì, nhưng đều biết công tôn bố đưa tin là người của Nghiêu Hữu Đạo. Cung lâm sách không ở trong lều, vạn thú môn tham gia việc này khiến quân yến đại bại, việc này khiến cung lâm sách rất giận dữ. Ba đại phái nước Yến nhất định phải tìm vạn thú môn đòi câu trả lời, tự tay ông ta sắp xếp việc này. Mông Sơn Minh Thiêu hủy thư xong gật đầu với công tôn bố, biểu thị đã biết. Công tôn bố nghiêng người, lách sang bên, ra khỏi lều tướng. Bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đại thắng. Trường 1050, mọi việc phải có chứng cứ khai. Kinh Đô Tống, thừa tướng tử bình hưu nhanh chân bước vào trong ngự thư phòng, chắp tay báo hỉ đối với hoàng đế mục trác đang ngồi sau bàn mục trác đã nhận được tin trần thiếu thông đại thắng trên bàn đang bày tin tức đó cười ha ha nói đều là do thừa tướng có công tiến cử vận hành thỏa đáng tử bình hưu vội khiêm tốn không dám lão thần cũng chỉ mượn thiên uy của bệ hạ mà thôi mục trác đứng dậy vòng qua bàn đi ra cảm giác mỹ mãn nói tiêu diệt 500.000 quân tống một lượt cuối cùng cũng xả được cục tức có vạn thú môn giúp đỡ mong chờ Trần Tướng quân lại lập công mới. Tử Bình Hưu gật đầu, lão thần định dặn dò y không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Tuy nói như vậy, trong lòng ông ta lại biết là không có nhiều khả năng. Trần Thiếu Thông đã báo tin cho ông ta trước, thời cơ chiến đấu tốt như vậy đã không còn dễ dàng gặp được. Quân Yến không ngốc, lại thêm binh lực trên tay thực sự không thể chịu được. Tiếp theo, chỉ có thể là đuổi sau lưng quân Yến để hù dọa, đợi đến khi La Chiếu dẫn quân trở về. Nhưng như vậy lại sợ trong chiều chê trách, hy vọng nhạc phụ là ông ta hỗ trợ ép xuống chỉ trích trong chiều. Tử Bình Hưu đã ấp ủ lời giải thích, đến thời điểm sẽ nói không phải Trần Thiếu Thông không đánh, mà là quân Yến tránh chiến đấu. Đương nhiên, hiện giờ sẽ không nói vậy. Theo ý Hoàng đế, ông ta biểu thị sẽ đốc thúc Trần Thiếu Thông tiếp tục tìm cơ hội chiến đấu. Có điều, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy đáng tiếc, là tiếc phản thú môn chịu toàn lực giúp đỡ, nếu không thì con rể của mình tất nhiên đã lập được công lao càng lớn hơn nữa. Vốn là dựa theo ý của Trần Thiếu Thông, trừ trợ lực trên mặt đất còn có thể mượn loài chim quy mô lớn của vạn thú môn dùng phương thức tập kích từ trên không ném dầu hỏa xuống tạo hỏa công như vậy mặc kệ quân yến chạy đi đâu cũng không tránh khỏi tất nhiên sau đó sẽ làm quân yến tan rã lại tiếp tục hạ xuống đất truy sát quân yến thất bại nhưng vạn thú môn còn giữ lực chưa nói muốn chiếm được quyền tự trị một khu vực cho vạn thú môn còn không chịu lộ diệt chỉ chịu dành cho trợ giúp giới hạn không chịu điều động loài chim quy mô lớn vì một khi phát động việc này, vạn thú môn sẽ không cách nào rũ sạch. Dù cho sau đó cổ vô quần nói cho họ biết, chỉ cần trận chiến này còn, nước yến tất phong, cũng không cần lo lắng nước yến trả thù, vạn thú môn vẫn không đồng ý. Nói cho cùng, vạn thú môn không phải ngồi chơi sơi nước, nhìn chúng nước tống đang trong tình cảnh bị uy hiếp, trở tay cấu một cái, chỉ dành cho viện trợ giới hạn. Thế cuộc bức bách, cũng chỉ đành đồng ý với vạn thú môn. Vạn thú môn thì vừa có thể cho nước tống một câu trả lời, vừa nhân cơ hội lấy được thứ mình muốn, lại còn trở lại chỗ trống cho mình quay đầu. Được, ha ha, trên đường đại quân lui về, La Chiếu ngồi trên lưng ngựa cầm chiến báo, ngửa mặt lên trời cười to. Từ khi mông sơn minh ra tay, các điều kiện bất lợi làm cho y rất ngột ngạt. Lại thêm việc rút lui không quá thuận lợi, dọc đường bị quân của châu Nam quấy dày, càng phải sầu lo thế cuộc phía sau, cho đến hôm nay y mới xem như thấy được in tốt làm nhẹ gánh nặng trong người. Mông sơn minh gặp phải thảm bại, đây thực sự là tin tức vô cùng tốt tô nguyên bạch ngửa mặt lên trời thở dài văn du gật đầu thừa tướng không hổ là thừa tướng vậy mà thỉnh cầu được vạn thú các không bao giờ nhúng tay vào phân tranh các nước phải ra tay đã như vậy cho dù trần thiếu thông không thể đánh đổ triệt để quân yến cũng có thể giúp chúng ta thuận lợi lui về có vạn thú môn trợ giúp chờ đại quân ta quay lại đại tống chính là nơi táng thân của quân yến đông ứng lai và thường phi cũng cười gật đầu theo lúc trước họ không biết vạn thú môn ra tay Tông môn của họ có biết việc này, dù sao vạn thú môn đưa ra điều kiện có cần tông môn của họ gật đầu đồng ý. Chỉ là, ban đầu bên kia không tiện lộ diện, phải bảo mật, sợ để quân yến biết trước có chuẩn bị. Đó cũng là yêu cầu của vạn thú môn, không đồng ý thì vạn thú môn sẽ không cứu viện nữa, thậm chí uy hiếp cùng với nước yến. Một đường hộ tống quân tống rút lui về, thường triều tông cũng nhận được tin chiến bại của mông Sơn Minh, biết vạn thú môn ra tay, tức thì kinh hãi. Vạn thú môn, ác khách đến nhà, trưởng lão nhạc uyên của tử kim động nhận lệnh trưởng môn cung lâm sách dẫn mấy người tự mình chạy tới vạn thú môn trưởng môn tây hải đường của vạn thú môn vừa lộ diện nhạc uyên lập tức ẩm ý cái cọ với ông ta bầu khí của đôi bên rất căng thẳng nói chung tây hải đường kiên quyết phủ nhận ta nói lại lần nữa việc này không liên quan gì đến vạn thú môn ta vạn thú môn ta cũng rất kinh ngạc đang phái người điều tra việc này nhạc uyên cả giận nói ta tận mắt thấy tình cảnh chuột bọ rắn rết chim chóc ngay cả kim xí lẫn loại chim cỡ lớn của chúng ta đều mất khống chế thủ đoạn này trừ vạn thú môn các ngươi ra có thể là ai tây hải đường nhíu mày nói có người điều khiển chim chóc thì trách tội vạn thú môn chúng ta thiên hạ này có đạo lý như vậy sao họ nhạc việc gì cũng phải cần chứng cứ nhạc uyên vậy ngươi nói cho ta trừ vạn thú môn bọn ngươi ra còn ai tinh thông đạo này tây hải đường ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây vạn thú môn không có chứng cứ cũng sẽ không nói lung tung Nhạc Uyên hừ hừ cười lạnh, vạn thú môn các ngươi luôn miệng nói không nhúng tay vào chiến tranh quốc gia, nhưng ngầm làm ra việc đê tiện này. Ngày hôm nay nếu các ngươi không trả lời về việc này, sau này đệ tử vạn thú môn bước vào nước yến sợ là sẽ không có kết quả tử tế. Nhạc Uyên lạnh lẽo liếc một lượt cao tầng vạn thú môn. Tây Hải Đường, nếu các ngươi phát hiện ra là đệ tử vạn thú môn ta gây ra thì có thể bắt một giết một, vạn thú môn không một câu oán hận. Nếu không có chứng cứ, đừng ở đó nói linh tinh vạn thú môn ta không mắc bẫy này đâu ngươi cũng không cần uy hiếp ta vạn thú môn không phải hồng mềm dễ bóp ai dám động vào đệ tử vạn thú môn ta thử xem nhạc uyên muốn chứng minh không phải vạn thú môn các ngươi thì đơn giản chỉ cần vạn thú môn phái người theo ta đến chiến trường sắp xếp việc này ta tin tưởng hôm nay không phải do các ngươi gây ra tây hải đường bớt dùng trò này đi vẫn là câu nói kia vạn thú môn làm người buôn bán trong thiên hạ không nhúng tay vào phân tranh giữa các nước Người tin cũng được, không tin cũng xong, muốn vụ oan phải lấy chứng cứ đến đây, không lấy được chứng cứ thì xin thứ cho không tiếp. Người đâu, tiễn khách, các cao thủ vạn thú môn tiến lên, cung kính đưa tay với mấy người nhạc uyên, nhưng rất thiếu khách khí quát. Xin mời, được, các ngươi chờ đó, nước yến ta chắc chắc sẽ không giảng hòa. Nhạc uyên chỉ trỏ đối phương, ném lại một câu uy hiếp rồi phất tay áo bỏ đi. Với thân phận như vậy, nói ra những lời vừa rồi trong trường hợp này quả thật rất có mùi vị miệng cọp răng sứa. Ngoại trừ như vậy, Nhạc Uyên cũng không nghĩ ra cách nào khác. Ông ta không ngờ vạn thú môn dù chết cũng không thừa nhận, bắt ông ta phải lấy ra chứng cứ bằng được. Ông ta lấy đâu ra chứng cứ? Người ta đã chơi đến trò này, người không có chứng cứ đúng là không nói được gì. Đi ra khỏi đại điện, nhìn bóng lưng Nhạc Uyên rời đi, Tây Hải đường hơi thở phào nhẹ nhóm, nhưng đầu nhỏ giọng dặn. E là đối phương sẽ đi tìm chứng cứ, đã sắp xếp ổn thỏa bên kia chưa? Chiều kính nhỏ giọng trả lời, trưởng môn yên tâm, đã sắp xếp xong hết, chắc hẳn bên kia phải biết hậu quả, một khi để người của chúng ta bị lộ ra, làm chúng ta tiến thoái lưỡng nan, chúng ta sẽ có thể giúp trợ giúp về. Như vậy sẽ chẳng có ích gì cho họ, ba đại phái sẽ dốc toàn lực bảo vệ người của ta, sẽ không để rơi vào tay đối phương. Tây Hải Đường Trầm Tư, chương 1051, Ba Lá Thư Tin mông sơn minh chiến bại gây nên chấn động không nhỏ ở các nước. Người của ba đại phái nước Yến không ngừng đến đây hỏi dò. Các thế lực lớn của các nước đều tỏ vẻ quan tâm, muốn hỏi có phải do Vạn Thú môn nhúng tay chiến sự. Đặc biệt là ba đại phái của nước Tề và nước Vệ, thậm chí đã gửi thẳng lời cảnh cáo tới Vạn Thú môn, cảnh cáo Vạn Thú môn giữ vững lập trường của mình, bằng không đừng trách bọn họ không khách khí. Tình huống đã rất rõ ràng, nước Yến phải đánh thắng nước Tống đồng thời chống cự nước Hàn, như vậy có thể ổn định thế cục thiên hạ, có quan hệ tới lợi ích của hai nước Tề, Vệ, đương nhiên thế lực của hai nước này phải đứng ra cảnh cáo. Nhưng vạn thú môn vẫn nói câu kia, không phải chúng ta làm, chết cũng không thừa nhận. Vạn thú môn có suy tính của vạn thú môn, dù sao họ cũng không phải môn phái nhỏ thông thường. Một môn phái không có địa bàn cố định mà có thể tranh một vị trí với phiêu miếu các tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Ví dụ như lần này có thể khiến quân Yến phải nếm quả đắng, tất nhiên cũng có thể khiến quân đội của các quốc gia khác thiệt thòi. Chỉ cần danh tiếng lần này qua đi, thắng thắng thua thua xong, thế cục ổn định, Môn phái nào ăn no rừng mỡ còn muốn sống chết với vạn thú môn. Thất bại sao? Trong ngự thư phòng tại đế đô, Thương Kiến Hùng trở mình trên giường, hỏi nhỏ. Đã lâu không được ngủ yên giấc như vậy lại bị Điền Vũ gọi tỉnh. Điền Vũ báo tin tức Mông Sơn Minh thất bại, Điền Vũ gật đầu, có người nói là vạn thú môn ra tay, trận chiến này tổn thất 500.000 binh mã. Thương Kiến Hùng chậm rãi ngồi dậy, khoanh chân ngồi thật lâu trên giường không nói chuyện. Lúc trước ông ta còn ước gì Mông Sơn Minh thất bại. Lúc này nghe tin thất bại xong ông ta lại lo sợ bất an ông ta nghĩ đến một kết quả một khi mông sơn minh hoàn toàn thua trước biên giới nước tống nước tống không còn uy hiếp bên trong la chiếu còn cần phải lui về sao coi như không tức khắc xiết về để uy hiếp đế đô lần thứ hai nhưng sau khi tập hợp xong liệu có thể quay đầu lại không tình hình quốc nội nước yến đến thời điểm này còn có thể ngăn cản sao gọi mấy người đồng mạch tới đây thương kiến hùng trầm giọng nói vâng điền vũ đáp lời xem về phía giường thử hỏi, bệ hạ, đêm nay về hậu cung nghỉ ngơi. Nói đến hậu cung, thương kiến hùng vẫn còn ám ảnh, phảng phất như vẫn còn nghe thấy tiếng những người phụ nữ kia khóc lóc, cả giận nói. Làm chuyện của ngươi đi, vâng, điền vũ cung kính khom mình, mau chóng rời đi, không còn dám nhiều lời, đã biết là vị này vẫn không dám về hậu cung. Chờ mấy người đồng mạch tới, quân thần thương nghị một hồi, quyết định đi tìm mạnh tuyên, khuyên ba đại phái ép mông sơn minh dẫn đại quân lui về. Phòng ngự quốc nội nước yến trống vắng, không còn quân đội chủ lực xuất kích chung quanh trong lòng họ thực sự là không chắc chắn nếu mông sơn minh thật sự muốn thua sạch những tinh nhuệ của nước yến ở trong biên giới nước tống đến lúc đó bảo họ phải làm sao bây giờ thừa dịp mông sơn minh đụng phải vách vừa vặn gọi người về mạnh viên cũng nhận được tin mông sơn minh bị đánh bại không dám chắc đối với lời khuyên bảo của mấy vị quân thần không đồng ý cũng không từ chối chỉ nói sẽ thương lượng với bên cung lâm sách cung lâm sách nhận được tin của mạnh viên cũng do dự bởi vì tạm thời không làm gì được vạn thú môn. Trần Thiếu Thông sẽ dẫn quân đuổi theo sau lưng quân Yến, quân Yến vẫn đang dùng phương thức giao chiến tránh né. Tiếp tục như vậy, còn phải dần vặt đến khi nào, dường như cũng khó chặn lại quân đội của La Chiếu. Cung Lâm Sách cũng động lòng muốn lùi về bảo tồn thực lực, lập tức đi tìm Mông Sơn Minh thương lượng. Ai biết Mông Sơn Minh từ chối thẳng thừng, lý do là một khi để nước Tống bảo tồn quân đội chủ lực, đến lúc đó nước Hàn tất nhiên càng muốn tấn công nước Yến với thực lực yếu hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ nước Hàn mà rất có thể cả nước Triệu và nước Tống đều muốn nhảy vào chia một chén canh. Bị ba nước đồng loạt ra tay, nước Yến chắc chắn phải chết. Không biết chắc chuyện liệu sẽ phát sinh hay không, Cung Lâm Sách thật không rõ. Trước mắt đang bị Trần Thiếu Thông đánh chạy thì sao, ông ta hỏi Mông Sơn Minh chuẩn bị làm sao. Mông Sơn Minh kiên trì không lui, Cung Lâm Sách cũng bị ép tiến lui đều khó. Thật sự là người quen cũ, chạy vào trong rừng Chu Thiết sừng sốt nhìn Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nhi từ trong rừng đi ra. Một người mỉm cười, một người treo vẻ tủm tỉm đã thành bảng hiệu. Chu Thiết thật sự không ngờ hai vị này rời vạn thú môn còn có ngày gặp lại, càng không ngờ hai người này muốn gặp mình. Y chỉ là một đệ tử nhỏ của vạn thú môn, lúc trước khi linh thú xuất hiện biến cố chính là do Y phụ trách chiêu đãi hai người mà thôi. Ngưu Hữu Đạo còn đề nghị kết nghĩa với Y, đột nhiên nhận được một lá thư hẹn Y ra gặp mặt, nói là bạn cũ, Y còn đang khó hiểu không biết là ai. Y không quen biết nhiều người bên ngoài, cũng không cho rằng bên ngoài sẽ có cần phải hại Y, thật không ngờ là hai người này. Chu Huynh, chẳng nhẽ không quen biết, Nghiêu Hữu Đạo tới gần, cười híp mắt hỏi một tiếng. Chu Thiết có vẻ câu nệ, nhưng vẫn giữ quy củ chào hỏi. Đạo gia, Hồng Nương, khách khí như vậy làm gì, trên đường tới đây nghĩ đến việc chưa gặp Chu Huynh đã lâu, tình thế bây giờ cũng sợ người ta hiểu lầm, cho nên mới giấu thân phận hẹn ngày gặp. Chu Huynh hiện vẫn tốt chứ, Nghiêu Hữu Đạo bắt chuyện một phen. Nghe nói thủ hạ của vị này đang giao chiến với nước Tống, Chu Thiết có lo lắng, nói chuyện còn giấu giếm. Nghiêu Hữu Đạo vốn muốn hỏi thăm chút tình huống của Vạn Thú Môn, thấy y như vậy cũng không làm y khó xử, chỉ xác nhận xem Triều Thắng Hoài có ở Vạn Thú Môn hay không. Trước nghe nói Triều Thắng Hoài bị giam lỏng ở Tống Kinh, hắn và Hồng Nương đi Tống Kinh một chuyến, kết quả tìm đến chỗ giam lỏng mới phát hiện Triều Thắng Hoài đã không còn ở đó, đi đâu thì không biết. Chuyện này liên quan tới bí mật về việc mà cổ không quần muốn làm, sẽ không để lộ ra. Nghiêu hữu đạo lập tức có phán đoán, lúc trước mông sơn mình còn không thể chắc chắn là vạn thú môn nhúng tay vào, nhưng chiều thắng hoài không ở đó đã cho hắn thêm mấy phần xác định. Muốn vạn thú môn ra tay giúp đỡ mà lại giam giữ cháu của trưởng lão vạn thú môn dường như không quá thích hợp. Nghiêu hữu đạo nghi là chiều thắng hoài đã trở về vạn thú môn. Bây giờ tìm chu thiết xác nhận, quả nhiên là trở về. Thấy y có vẻ lẩn tránh, nghiêu hữu đạo cũng không rông dài nữa, rút một lá thư trong tay ra, đưa lên nói. Vạn thú môn còn có một người quen, vốn muốn hỏi thăm, nhưng giờ ta không thích hợp ở lại đây lâu, làm phiền Chu huynh thay ta mang lá thư hỏi thăm này đi. Mang lá thư đi cũng chẳng có gì to tát, Chu thiết nhận, lật qua lật lại không thấy tên người nhận, hỏi. Mang cho ai, như hữu đạo, chính là vị vừa mới nói kia, chiều thắng hoài. Để tránh gây cho Triều Thắng Hoài phiền toái, đừng nên để cho người khác biết là ta đưa, cũng tránh cho Triều Thắng Hoài chê huynh lộ liễu mà gây sự với huynh. Chu Thiết gật đầu, được rồi, nếu không còn gì khác, ta đi về trước. Không vội, Nghiêu Hữu Đạo đưa tay sang, nhận kim phiếu trị giá 10.000 đồng vàng do Quản Phương Nghi đưa cho. Một chút tâm ý nhỏ, Chu Huynh đừng ghét bỏ. Loại đệ tử nhỏ như Chu Thiết vẫn chưa có can đảm thu tiền tài của người ngoài, liên tục từ chối, sống chết cũng không chịu nhận, Nghiêu Hữu Đạo đành phải thôi. Triều Sư Huynh, Thư của Huynh, Triều Thắng Hoài cũng rất khổ. Ông nội của gã triều kính giận giữ phạt gã quét rác 3 năm, vừa để trừng phạt gã, cũng là để cho đồng môn xem. Gã chính đang lúc quét rác, một sư huynh đệ đồng môn lại đưa tới một lá thư. Triều Thắng Hoài nhận thư rất ngạc nhiên, ai, đồng môn kia nói, không biết, Chu thiết bên tạp vụ mang tới, nói là từ bên ngoài về gặp người, tiện thể mang về. Chu thiết, chương 1052, chỉ muốn kết bạn với triều trưởng lão một. Triều Thắng Hoài sửng sốt, vạn thú môn quá nhiều đệ tử, sao có thể nhớ hết, đặc biệt là những người làm tạp vụ có điều gã lại có chút ấn tượng về chu thiết lúc trước đã từng phục vụ nghiêu hữu đạo ở khách viện chính vì như thế khiến cho gã căng thẳng miễn cưỡng cười cảm ơn đồng môn sau đó tiếp tục quét xác đợi đến khi chung quanh không còn ai gã chạy tới chỗ hẻo lánh cấp tốc móc lá thư trong tay áo ra kiểm tra không nhìn còn may vừa nhìn sắc mặt đã trầm xuống trong thư viết tên bốn người chính là bốn đồng môn mà gã bảo nghiêu hữu đạo diệt khẩu ngoại trừ tên bốn vị đồng môn còn một câu nói hẹn gã gặp mặt ở nơi nào đó quá hạn tự gánh chịu hậu quả là ai đang tìm gã đã không cần phải nói sắc mặt triều thắng hoài rất khó nhìn hận nghiến răng nhưng làm thế nào thì việc mình làm đã không thể rút về được nữa gã không biết nghiêu hữu đạo tìm mình có chuyện gì thế nhưng mỗi lần tìm mình đều không phải chuyện gì tốt không đi gặp cũng không được chỉ đành tìm cứ tạm thời rời vạn thú môn đến địa điểm chỉ định tại một vùng rừng núi rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng ghét như ác ma kia triều thắng hoài lập tức lao tới trước mặt nghiêu hữu đạo quát mắng ngươi nói không có chuyện gì kết quả hại ta bị triều đình giam lỏng lâu như vậy ngươi còn mặt mũi đến tìm ta rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta ta cho ngươi biết ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì nếu ngươi còn ép ta ta chắc chắn sẽ để lộ chuyện ngươi mưu hại sứ giả nước tống Ngưu hữu đạo trống kiếm cười nói triều huynh bình tĩnh đừng nóng lần này đến cũng không phải muốn ngươi làm gì chỉ là mang tiền cho ngươi thuận tiện hỏi một câu thôi không cần xuất sáng Triều Thắng Hoài nghi ngờ, hỏi cái gì, Ngưu Hữu Đạo, quân Tống đang giao chiến với quân Yến, bên quân Tống đột nhiên xuất hiện người có thể điều khiển chim chóc, côn trùng trợ giúp quân Tống tác chiến, đó có phải người của vạn thú môn. Triều Thắng Hoài không nhịn được nói, ta nghe nói tu sĩ nước Yến tới hỏi tội, Tông Môn căn bản không thừa nhận. Chuyện này đến cả Tông Môn cũng không thừa nhận, dù có cũng là chuyện bí mật, làm sao có thể để ta biết. Nếu như thế, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười rút một lá thư từ trong tay áo ra vẫy vẫy thân thể triều thắng hoài bỗng nhiên cứng đờ trợn mắt ngã thẳng xuống đất bị người đánh trộm quản phương nghi đằng sau thu hồi ngón tay vẫy vẫy tay gọi ngô lão nhị lắc mình chạy tới như hữu đạo đưa tin cho ngô lão nhị nhìn triều thắng hoài trên đất lạnh nhạt nói lá thư thứ ba đưa cho triều kính ngô lão nhị nhận thư cho vào trong ngực rời đi như hữu đạo cũng chống kiếm xoay người đi quản phương nghi nâng triều thắng hoài trên đất đi theo ngô lão nhị dịch dung đưa tin cho đệ tử trông coi lối vào vạn thú môn chỉ rõ đưa thư cho ai xong liền rời đi. Còn về là ai đưa, không cần nhiều lời. Thư cho trưởng lão triều kính, đệ tử bên dưới không dám chậm trễ, trước tiên cho người đưa tới tay triều kính. Lúc thư đến nơi, triều kính đang nói chuyện với đệ tử của mình, nhận tin vào tay, triều kính thuận miệng hỏi. Ai đưa tới, đệ tử truyền thư cung kính nói. Đệ tử không biết, người đưa tin nói là bản cũ của trưởng lão bảo mang đi, không nói là ai, chỉ nói trưởng lão thấy thư là biết. Bản cũ, triều kính ngờ vực, phất tay cho đệ tử lui ra sau đó mở thư ra kiểm tra vừa nhìn thư trong mắt ông ta lộ vẻ nghi ngờ không thôi trong thư nói tới chuyện cháu của ông ta gây ra la sát chiều trong điệp mộng ảo giới hại chết rất nhiều đệ tử vạn thú môn chiều kính vì tránh trách nhiệm đã ngầm đè việc này xuống khiến cho các đệ tử đó chết không rõ ràng người đưa thư có nói là do triều thắng hoài nói cho hắn biết mà triều thắng hoài hiện giờ nằm trong tay hắn người trong thư hỏi ông ta việc này trị giá bao nhiêu tiền chỉ định địa điểm hẹn ông ta gặp mặt đơn độc, bảo ông ta đi một mình đến chỗ hẹn, không được dẫn người khác đi cùng. Triều Kính cười gần, là đồ điếc không sợ súng từ đâu tới, lại dám chơi trò siếc này với ông ta. Chậm rãi khép thư lại, Triều Kính dặn đệ tử, đi gọi Triều Thắng Hoài tới đây. Vâng, đệ tử kia lập tức nhận lệnh rời đi. Triều Kính chắp tay đứng trong đình suy nghĩ một hồi, đệ tử kia mau chóng quay lại, bẩm báo. Sư Tôn, Triều Thắng Hoài không thấy đâu, nói là đi thành vạn tượng mua đồ đệ tử đã dặn đệ tử ở cùng cậu ta chờ cậu ta về lập tức bảo cậu ta tới đây không thấy đâu chiều kính hơi nhíu mày xem ra thằng cháu kia của mình thật sự có khả năng rơi vào tay người khác rồi ông ta vẫy tay gọi đệ tử lớn nhất từ hỏa tới bí mật dặn dò một phen bảo y dẫn người ngầm chuẩn bị trong thư nói bảo một mình ông ta đi tới chỗ hẹn ông ta đâu có mốc nhất định phải ngầm bố trí một phen ông ta cũng muốn xem xem là kẻ nào tác quái trong bóng tối từ hỏa rời đi đợi tất cả đều bố trí xong, từ hỏa quay về báo, chiều kính một mình rời vạn thú sơn xuống núi. Nơi hẹn gặp mặt cách vạn thú môn xa hơn một chút, ở một hẻm núi trong núi sâu. Sau khi chiều kính đến đã ngắm nghía chung quanh nhưng không thấy người. Ông ta chợt ngẩng đầu, thấy một con chim cỡ lớn vụt qua bầu trời. Một bóng người bồng bềnh từ lưng chim bay xuống, chậm rãi đáp xuống mặt ông ta, bình tĩnh chống kiếm đứng, cười híp mắt. Chiều kính cau mày, nghiêu hữu đảo, là người hẹn lão phu. Đối với Nghiêu Hữu Đạo, ông ta không quen thuộc cũng không quá xa lạ. Dù sao Nghiêu Hữu Đạo ở vạn thú môn lâu như vậy, ông ta đã từng gặp. Nghiêu Hữu Đạo cười gật đầu, mạo muội quấy rối, mong rằng triều trưởng lão thứ tội. Ánh mắt triều kính quỷ quyệt bao nhiêu, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, từ thân phận bối cảnh của đối phương liên tưởng đến cuộc chiến tống và yến lần này, ông ta đã có phỏng đoán đại khái về ý đồ Nghiêu Hữu Đạo đến đây, bèn híp mắt hỏi. Người muốn làm gì, Nghiêu Hữu Đạo, giang hồ cưới ngựa, chạy ở trên đường, kết giao bằng hữu chỉ là muốn kết bạn với triều trưởng lão mà thôi triều kính vốn căng thẳng chợt cười ha ha có thể làm khách của khách viện ở vạn thú môn vốn đã là bạn người nói xem nghiêu hữu đạo cũng nở nụ cười rất đúng triều trưởng lão nói có lý triều kính nói đã là bạn có phải nên giao thằng cháu bất hiếu kia cho ta hay không nghiêu hữu đạo không vội chỉ cần xác nhận triều trưởng lão thật sự có tâm làm bạn lệnh tôn tự nhiên không tổn hại chút nào giao về cho ngài triều kính nếu như là vì cuộc chiến tống yến mới tới vậy xin lỗi thứ cho lão phu không có năng lực nghiêu hữu đạo ta đến là để giúp triều trưởng lão để giải quyết phiền phức của triều trưởng lão nội dung trong thư của ta thế nào hẳn triều trưởng lão đã rõ ràng ta có lòng xóa đi cái phiền toái này cho triều trưởng lão lẽ nào triều trưởng lão không biểu đạt chút cảm ơn nào hay sao triều kính xì sì một tiếng nói buồn cười không chứng cứ lão phu há có thể tùy tiện bị kẻ khác uy hiếp Nghiêu hữu đạo, nếu như lệnh tôn ra làm chứng thì sao? Chiều kính, nó chẳng qua là bị người khác bắt lấy cưỡng ép mà thôi. Nghiêu hữu đạo mỉm cười nói. Lúc trước còn có hai người cùng lệnh tôn gặp phải la sát triều ở điệp mộng huyễn giới, đó là Hà Hữu Kiến, Hà Hữu Trường, vừa là đệ tử vạn thú môn vừa là anh em ruột. Sau khi chuyện xảy ra, lệnh tôn có ý đồ giết người diệt khẩu, trùng hợp là hai người này được ta cứu. Triều kính mạnh mẽ giật giật cơ mặt một cái, muốn lý luận, nhưng nghiêu hữu đạo giơ tay bảo ngừng. Đừng vội, nghe ta nói xong trước. Đương nhiên, triều trưởng lão cũng có thể nói rằng hai người đó bị người khác ép buộc phải nói dối. Không biết triều trưởng lão có biết bốn sư huynh đệ thần bình, Cao Lam, Lưu Định An, Khâu Vấn Hiển Trăng. Ánh mắt triều kính lóe lên, há ông ta có thể không biết bốn người này. Bốn người này đều là đệ tử vạn thú môn đột nhiên biến mất không thấy đâu, từng gây ra động tĩnh không nhỏ ở vạn thú môn. Ông ta không biết tại sao Nghiêu Hữu Đạo đột nhiên nhắc tới bốn người này là có ý gì, chậm rãi nói. Người có ý gì, chương 1053, chỉ muốn kết bạn với triều trưởng lão hai. Nghiêu hữu đảo, lúc trước loài chim của vạn thú môn chúng ôn dịch gây loạn, từng có 20 đến 30 con cỡ lớn bị nổ chết, nhưng theo như bốn người này nói, đó không phải là ôn dịch gì, mà là có điều khác thường. Có người trong vạn thú môn muốn kiếm một món tiền của phi nghĩa, ngầm động tay động chân, dựa vào danh nghĩa ôn dịch trộm lấy năm con chim cỡ lớn. Ha ha, năm con chim cỡ lớn không phải là số lượng nhỏ. Người sư huynh trong số bốn người kia chính là người vẫn luôn tham dự trong đó. Sau đó có người muốn giết người diệt khẩu, không khéo sao lại bị ta cứu được. Triều kính nghi ngờ, lúc trước đã cảm thấy việc ôn dịch này tới quá đột ngột, lẽ nào thực sự có vấn đề gì, bèn trầm giọng nói. Ta không hiểu ngươi nói vậy là có ý gì, nghiêu hữu đạo, không phải ngài ở hậu trường sai khiến sao. Triều kính cả giận nói, thứ khốn kiếp, lão phu há có thể mặc cho người tùy tiện vụ oan, Ôn dịch chết bao nhiêu con chim đều có thể tra ra được, từ đâu ra trộm cắp. Thật sao, Nghiêu Hữu đạo lộ vẻ trào phúng, ngẩng đầu nhìn lên trời, giơ tay ra hiệu lên không trung. Con chim đang xoay quanh trên trời đột nhiên lao xuống, trong bay vù qua bầu trời hẻm núi thì có một bóng người rơi xuống. Nghiêu Hữu đạo nhấc tay thi pháp nâng lên đỡ, để thế rơi của người kia chậm lại, sau đó bắt lấy cổ của người này, để cho người này đứng trước mặt mình, đẩy đẩy cổ, hỏi. Khâu Vấn Hiền, triều trưởng lão có nhận ra đệ tử này? Triều kính quan sát kỹ người tới, nói thật, ông ta nào có thể nhớ kỹ tất cả đệ tử bên dưới, nhưng đã từng gặp mặt, có thể xác nhận là đệ tử của vạn thú môn. Khâu vấn hiền đã rơi vào tay Ngưu hữu đạo thì nhận ra triều kính. Vừa thấy triều kính, trong mắt gã lập tức trào lên vẻ khủng hoảng. Đột nhiên ra khỏi nơi bị giam giữ, không ngờ là được dẫn tới gặp vị trưởng lão này. Khâu vấn hiền, lúc vạn thú môn phát sinh ôn dịch, các người nhân cơ hội làm gì, còn không thành thật khai báo cho triều trưởng lão. Nghiêu hữu đạo đẩy người tới phía chiều kính, cũng vẫy vẫy tay chứng minh chính mình không uy hiếp. Đối phương có thể cứu người bất cứ lúc nào, nhưng mà khâu vấn hiền lảo đảo đi được vài bước đã sợ đến nhũng chân, ngã quỵ xuống đất, tỏ vẻ hoảng sợ nhìn chiều kính. Một bóng ma to lớn vẫn chiếm lấy nội tâm của gã mãi không tiêu tan. Lúc trước gặp nạn, gã sao có thể không biết là do chiều thắng hoài muốn giết gã diệt khẩu. Sau lưng có phải do chiều kính sai bảo hay không còn chưa thể xác định. Nhưng Triều Thắng Hoài vẫn lấy danh Triều Kính nói cái gì mà sau khi chuyện thành công chính là người mình, có thể giúp gã đặt chân trong Vạn Thú môn. Sau khi bị người cướp đi, gã thực ra không muốn về lại Vạn Thú môn, nhưng mà làm quân cờ rơi vào tay người khác, làm sao có thể mặc gã lựa chọn? Người nắm lấy vận mệnh của gã là người chơi cờ phía sau, số mệnh của gã không thuộc về bản thân gã. Triều Kính âm trầm nhìn gã, Triều Kính cũng không muốn lơ mơ không hiểu rõ chuyện nhân cơ hội này cũng muốn làm rõ chuyện ôn dịch rốt cục là gì, bèn trầm giọng hỏi. Ngươi là Khâu Vấn Hiền. Khâu Vấn Hiền nơm nớp lo sợ bò lên, quỳ xuống, lo sợ tát mét mặt mày dập đầu nói. Đệ tử Khâu Vấn Hiền, bái kiến trưởng lão, chiều kính gần từng chữ, ôn dịch phát sinh, hơn 20 con chim cỡ lớn nổ chết, có phải ngươi biết phía sau việc này là gì không? Khâu Vấn Hiền hoảng loạn, là Triều thắng hoài muốn giết gã diệt khẩu. Mà chiều thắng hoài lại là cháu của chiều kính, việc này bảo gã làm sao mở miệng. Chiều kính, nói rõ ràng mọi chuyện cho ta, nói, chữ cuối cùng gần như là hét lên, khâu vấn hiền sợ run cả người, bò dưới đất nói. Là chiều thắng hoài sai khiến đệ tử làm, khi linh hóa cốc xảy ra chuyện thì. Gã thấp thỏm lo âu kể lại chuyện chiều thắng hoài sai khiến thế nào, mấy người lại làm sao để che giấu tai mắt người ngoài, ăn cắp, tiêu hủy thi thể lũ chim. Chiều kính nghe mà cơ mặt run bần bật, trong đầu đã liên tưởng đến chuyện xảy ra sau đó tại tổ chim trên tụ Linh Sơn. Từ đó ông ta đoán được mục đích, đó là trộm lấy thi thể thật, đổi trắng thay đen. Khâu vấn hoài quỳ dưới đất nói xong, nghẹn ngào ngẩng đầu. Đệ tử ban đầu cũng không biết Triều Thắng Hoài muốn làm gì, sau đó Triều Thắng Hoài gạt chúng đệ tử xuống núi, muốn giết chúng đệ tử diệt khẩu. Đệ tử và thần bình, Cao Lam, Lưu Định An gặp rủi ro, hỏi ý nhau mới biết Triều Thắng Hoài trộm chim nên đã sắp xếp trước đối với mấy người đệ tử gã thuật lại những chuyện những điều hỏi được từ người khác, chắp phá lại câu chuyện hoàn chỉnh. Còn về tác dụng của Ngưu Hữu Đạo trong chuyện này, gã hoàn toàn không biết. Triều Thắng Hoài không nói cho bọn gã biết, cũng sẽ không nói cho biết là có người ngoài tham gia. Nếu biết có người ngoài, lúc trước mấy người bọn gã cũng không dám giúp Triều Thắng Hoài làm chuyện đó. Điều duy nhất có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo mà gã biết là mấy người bọn gã cuối cùng rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo. Triều Kính như bị sét đánh trúng đầu, gương mặt đen như đít nồi đó không chỉ là chuyện năm con chim mà là tổn thất hai mươi mấy con chim cỡ lớn giá trị trên trời vì việc này trưởng lão linh hóa cốc và tụ linh sơn đều bị xuống đài đã có hai vị trưởng lão phải chịu trách nhiệm mà xuống đài không ngờ sau lưng hóa ra lại do cháu của ông ta điều khiển cha cha nghiêu hữu đạo lắc đầu nói đặc sắc thật sự là đặc sắc một chiều thắng hoài dám xòe tay che trời ở vạn thú môn gây ra chuyện khiến người nghe cũng phải kinh hãi còn sắp xếp tinh xảo như vậy nếu như nói sau lưng không có chỗ dựa cho gã, chỉ e không ai tin tưởng một tên đệ tử dám làm ra chuyện như vậy. Triều trưởng lão, ngài nói xem, hai má triều kính giật giật nói, ngươi muốn dùng chuyện này uy hiếp ta, vô dụng, việc này không có bất cứ quan hệ gì tới ta, vạn thú môn sẽ điều tra rõ. Cha ra, ha ha, như hữu đạo bật cười, lắc đầu rồi nói, triều trưởng lão tại sao lại ngây thơ như vậy đây? Đương nhiên là hiện tại ta đã tới, Việc này có thể tra xét rõ ràng hay không cũng toàn bằng vào ý muốn của triều trưởng lão, xem xem triều trưởng lão có muốn kết bạn với ta hay không. Nếu là bạn bè thì chuyện này sẽ không liên quan tới triều trưởng lão, còn nếu không phải bạn bè, chuyện này vạn thú môn xử lý như nào cũng không liên quan tới ta. Trong mắt triều kính xuất hiện sự tàn nhẫn, nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo, rồi chậm chậm đi tới gần hắn. Lão đã nghe qua rất nhiều lời đồn về người này thế nhưng hôm nay mới biết được người này thật sự là bất phàm, lại còn dám một thân một mình chạy tới địa bàn của vạn thú môn uy hiếp trưởng lão của vạn thú môn là lão, khí độ bình tĩnh tự nhiên của hắn cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Khi thấy ánh mắt của đối phương rất hung ác thì Nhiêu Hiếu Đạo đưa tay cầm chuôi kiếm, tay còn lại thì cầm ra một tờ phù triện, nói tiếp bằng giọng bình tĩnh, làm người, vẫn không nên kích động thì tốt hơn. Nếu như ta đã dám tới đây thì phải có chuẩn bị từ trước, không thể nào là một mình tới đây được, ta tin tưởng triều trưởng lão cũng không phải là một người đi tới chứ thiên kiếm phù con người của triều kính co lại ý nghĩ xấu vừa xuất hiện trong đầu bị lão ta đè xuống thế nhưng lão ta vẫn giơ tay lên đập xuống đập lên trên đầu của khâu vấn hiền bẹp đầu óc nát bét khâu vấn hiền còn không kịp phát ra bất cứ tiếng động nào đã chết rồi thế nhưng giết cũng không có tác dụng gì triều kính có thể chối bỏ rằng không phải là mình giết Nhiều hữu đạo cũng không để ý lắm sắc mặt không thay đổi chút nào bởi vì hắn đã quen với việc có người chết trước mắt rồi chỉ cảm thán vài tiếng đáng tiếc thế nhưng cũng không sao cả, trên tay của ta còn có mấy người nữa, chỉ cần triều trưởng lão vui vẻ thì ta sẽ đưa bọn họ tới vạn thú môn, cho triều trưởng lão giết tới sướng tay thì thôi. chương 1054, vạn thú môn của ngươi trêu chọc ta. Còn về việc có thể ngăn cản cao tầng của vạn thú môn moi thông tin từ miệng của họ hay không, thì còn phải xem năng lực của triều trưởng lão rồi. Triều kính dừng bước, không thèm liếc nhìn thi thể dưới chân mà ngước đầu nhìn vài con chim đang bay vòng vòng trên bầu trời, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo mà hỏi, nghe nói rằng trên tay của ngươi có vài con chim có thể chở người, ngươi lấy chúng nó ở đâu? Lão già này cũng không ngốc, vẫn phản ứng lại được. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, điều đó có quan trọng không? Triều Kính chỉ vào hắn, nói bằng giọng lạnh lùng, là ngươi. Khi dịch bệnh xảy ra thì ngươi cũng ở trong vạn thú môn, chính là ngươi đã thông đồng với Triều Thắng Hoài, hiện tại lại muốn đổ tội cho ta, muốn ép ta làm việc cho ngươi sao? nếu không thì chỉ với tài sản của người thì làm sao có thể có nhiều chim chờ người như vậy. Lúc trước, khi nghe được trên tay Nghiêu Hiếu Đạo có một nhóm chim thì vạn thú môn còn tưởng là chuyện khi trước Liêu Nhàn đã nói qua, cũng không biết được Nghiêu Hữu Đạo lấy được chúng từ đâu. Mặc dù họ rất tò mò thế nhưng cũng không để ý nhiều, đồ của vạn thú môn đã bán tức là đã không thuộc quyền sở hữu của vạn thú môn nữa rồi, người ta thích cho ai là do người ta, vạn thú môn sẽ không để ý tới cũng không muốn vì chuyện này mà làm cho khách cảm thấy khó chịu. Với lại người có thể mua được chim chở người thì thân phận cũng không thấp, cũng không phải người mà vạn thú môn có thể tùy tiện điều tra. Như hữu đạo bình tĩnh nói, ngài suy nghĩ nhiều rồi, trên tay ta thật sự là có, nhiều hơn năm con nhiều. Chiều kính sững sờ, về mặt số lượng mà nói đã không khớp rồi, chỉ cần điều này cũng có thể làm lão ta ngậm miệng. Như hữu đạo, chiều trưởng lão, nói nhiều cũng không có tác dụng, đổ tội cho ta càng không có tác dụng nào cả, dám làm thì dám chịu đi. Cái gì mà dám làm thì dám chịu, triều kính tức giận đừng mơ dùng chuyện này để ép ta ta sẽ không làm việc giúp ngươi ngươi cứ việc đem nhân chứng trên tay ngươi giao cho vạn thú môn đi tốt nghiêu hữu đạo khen ngợi thật sự là hảo hán ta bội phục được thôi như ngài mong muốn thế nhưng ta sẽ không đưa nhân chứng cho vạn thú môn mà ta sẽ để cho người của ba phái lớn của nước yến đưa mấy người thần bình cao lam hộ tống tới vạn thú môn rồi sẽ để cao tầng vạn thú môn tại chỗ điều tra đừng ai mơ có thể can thiệp được còn triều thắng hoài ta sẽ mang tới Yến Kinh, cũng mời người của ba phái lớn tổ chức Yến hội tại Yến Kinh. Trên Yến hội, Triều Thắng Hoài sẽ công khai vạch trần ông nội của hắn, cũng chính là Triều trưởng Lão Ngài, để mọi người đều biết được ông nội hắn đã làm những chuyện tốt nào. Triều Kính cười lạnh, cưỡng ép vụ oan cho ta hay sao? Nhiều hiểu đạo, đừng nói khó nghe như vậy chứ, thế nhưng có một điều ta có thể khẳng định là, Triều Thắng Hoài cũng biết khi mình làm những chuyện đó mà trở lại vạn thú môn thì chắc chắn sẽ chết, mà nước Yến lại có thể bảo vệ hắn kể cả sâu kiến cũng muốn sống sót mà nếu có cơ hội sống thì hắn có thể bỏ qua hay sao nói ngắn gọn chính là người ở trên tay ta ta muốn hắn nói cái gì thì hắn phải nói cái đó nếu như hắn còn muốn sống triều kính người tưởng vạn thú môn sẽ ngu ngốc tới mức tin tưởng vào lời nói của người đang nằm trên tay ngươi hay sao như hữu đạo trừ khi triều trưởng lão giết sạch đệ tử của ngài triều kính nhíu mày hơi không hiểu cũng không biết như hữu đạo nói lời này là sao nữa là thật sự không biết hay là giả vờ không biết. Như hữu đạo nhắc nhở với vẻ đùa cợt, là sát triều đã hại chết rất nhiều đệ tử của vạn thú môn, lại bị triều trưởng lão che giấu đi. Theo ta được biết thì tại hiện trường có rất nhiều đệ tử của triều trưởng lão, mà người biết chuyện cũng không phải là số ít, chỉ là nghe lời triều trưởng lão nên mới hỗ trợ giấu giếm mà thôi. Nếu như triều trưởng lão thật sự muốn đối đầu với ta thì ta cũng không ngại làm chuyện này trở nên lớn hơn, khi đó vạn thú môn muốn không tra xét rõ ràng cũng khó khăn, nếu như điều tra chuyện này thì đã nói lên chuyện Triều Thắng hoài vạch Trần là sự thật, là ngài đang cố ý giấu giếm. Triều trưởng lão, chẳng lẽ ngài thật sự muốn tiêu diệt hết sạch đệ tử biết chuyện này hay sao? Sắc mặt Triều Kính thay đổi, hiện tại mới muốn diệt khẩu có phải là chậm rồi hay không? Những người biết chuyện đều đã bị diệt khẩu, như vậy tình hình thật sự là như nào? Như lời ngài nói, vạn thú môn cũng không ngu ngốc, Triều trưởng lão, tội càng thêm tội cũng không nhẹ nhàng lắm đâu. Ai, Triều trưởng lão nghe lời của ta nếu như chuyện này làm lớn chỉ sợ chức vụ trưởng lão của ngài sẽ không chắc chắn rất nhiều đệ tử cũng sẽ chết uổng rất nhiều chim chóc có giá trị lớn cũng gặp nạn nếu như không xử lý ngài thì vạn thú môn làm sao có thể đối mặt với mọi người tình hình tiếp tục diễn biến thì ta cũng khó mà tưởng tượng được triều trưởng lão lúc bình thường đều rất cao ngạo thế nhưng lại bị ép quỳ gối tiếp nhận thẩm vấn ngài chịu được sao ngài muốn nhìn thấy cảnh tượng lũ tiểu nhân kia dậu đổ bìm leo dẫm ngài xuống hay sao triều kính nghiến răng nghiến lợi mà nói người mới là tiểu nhân hèn hạ ngài quá khen nghiêu hữu đạo cười mỉa ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén từ khi bắt đầu la sát triều sau hội linh thú thì ngươi đã bị ta nắm trong tay rồi nếu như ta muốn bóp chết ngươi rất dễ dàng triều kính ngươi không còn sự lựa chọn nào khác cả ta muốn để ngươi làm người thì ngươi mới có thể làm người ta muốn ngươi làm chó ngươi chính là một con chó giọng nói mặc dù bình tĩnh thế nhưng trong mắt hắn xuất hiện một sự tức giận trong đầu cũng xuất hiện một cảnh tượng, trên biển lớn, tại đầu thuyền, một nữ nhân nằm trong ngực hắn mà không thể tỉnh lại nữa. Hai tay chiều kính hơi run rẩy lão ta còn chưa từng bị nhục nhã như vậy, sắc mặt xuất hiện sự giận dữ, như hữu đạo, ta và ngươi không thù không oán, ta cũng không rõ đắc tội ngươi lúc nào, tại sao lại chuẩn bị kỹ càng hại ta như vậy. Không thù không oán, như hữu đạo cười, thế nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy, thật sự là không thù không oán, chính là như vậy nên lúc trước ta mới không quan tâm chuyện này, Thế nhưng hiện tại, Vạn Thú môn của ngươi lại chọc giận ta. Ngươi phải biết rằng, Mông Sơn Minh là người của ta, Vạn Thú môn lại tham dự vào chiến tranh giữa hai quốc gia, làm hại tới lợi ích của ta, cũng làm lợi ích của Nam Châu bị hao tổn, như vậy thì ta không thể không dựng lại chuyện này tới tìm ngươi. Triều Kính muốn nói lại thôi, lão ta rất muốn nói rằng chuyện như vậy là quyết định của toàn bộ Vạn Thú môn, liên quan gì tới ta? Tại sao lại để mắt tới ta chứ? Triều trưởng lão, ta vẫn nói lại câu lúc trước, ta tới để kết bạn chỉ cần ngươi xử lý xong chuyện này thì việc mấy trăm ngàn quân đội đã chết kia ta có thể bỏ qua, ta cũng có thể trả lại đám người triều thắng hoài cho ngươi. Triều kính giận quá hóa cười, xử lý, loại chuyện này cũng không phải là ta có thể xử lý, tông môn đã quyết định thì một trưởng lão như ta không thể nào bác bỏ được, kể cả khi ngươi ép ta tới đường chết thì ta cũng không có quyền gọi những người đã phái ra trở về. Nếu như ta dám làm vậy thì không cần ngươi ép, tông môn sẽ lôi ta về chất vấn. Có thể nói những lời như vậy thì lão ta cũng đã nới lỏng rồi. Nhiêu hữu đạo hơi yên lặng, nếu hiện tại làm lộ lão già này ra thì cũng không phù hợp với tính toán của hắn, lão già này cũng sẽ không đồng ý được nên nói, rắn, côn trùng, chuột, kiến chỉ tấn công quân đội nước yến mà không tấn công quân tống, ta nghĩ triều trưởng lão cũng có cách cân bằng việc này chứ. Triều Kính cũng yên lặng nói, quân đội của Trần Thiếu Thông đã dùng bí dược do chúng ta đưa ra. Nhiêu hữu đạo, như thế sẽ đơn giản hơn nhiều, quân đội nước yến cũng cần bí dược đó, triều trưởng lão cũng có thể cung cấp đúng không?